Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Chào anh ạ. Dạ vâng. Vâng, Hình như bác lớn tuổi rồi đúng không báo cáo với anh là này, trong năm nay tôi 76 rồi. ạ? À thế ạ. Thế nhưng Rồi nó ạ. có một điều này này. Nhìn chung mọi mặt là thoải mái mà. Vâng. Thế sức khỏe thì nó ổn định, không có vấn đề gì. Tốt quá. Thế, tiểu đường huyết áp không có vấn đề gì cả, vẫn thể thao vui chơi. Rồi. Đấy, kể cả hát hò làm thơ. Thế à? Hai ông bà thì về hưu cả rồi. Vâng. Đấy, con cái đó, hai trai gái thành đạt, cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết rồi. Rồi. Nhưng chỉ có điều này, sức khỏe rất tốt, đánh cầu lông, hoạt động thể thao một mảng thứ. Nhưng riêng con năm kia là sau khi mổ cái tuyến tiền liệt, mà Rồi. cái u tuyến tiền liệt đấy, thì về thì là coi như là tự nhiên sau một thời gian nó coi như là nó tức là nó như hết mực. Rồi. Nhưng mà cái độ độ cương cứng thì rất tốt, Rồi. cương cứng rất tốt, khỏe đấy. Thế nhưng mà này, khi mà tiếp xúc mà các bà cũng ngoài 70 rồi, nhưng mà bà vẫn khỏe lắm, bà cũng thể thao, cái độ cương cứng rất tốt nhá. Rồi, tóm lại độ cương cứng thì rất tốt, mặc dù là bác là 75, 76 tuổi rồi đúng không? Thế nhưng mà đến lúc mà hoàn thành nhiệm vụ ấy thì tinh trùng thì nó có vẻ như là cạn mực như bác nói đúng không? Nó có ra được giọt nào không? Có khi thì ra được, có khi nó chỉ có gọi là ít đang cần Phương thể, gì? có nhiều lần đại đa phần là nó không ra được, nhưng mà Rồi. cảm tưởng như là nó ra được đấy. Cảm tưởng thì lúc ấy là mình xuất rồi, thì mà xuất nó có thể là có tinh trùng, có tinh dịch, thế nhưng có lần thì lại thấy chỉ cứ có khi sờ đầu thấy ướt ướt thôi đúng không? Thử nghiệm ngay bên ngoài, tức là ngay cả thử nghiệm bên ngoài xem nó thế nào. Thế nhưng coi nha, Nó cũng chả thấy đâu. mình tự mình ấy mà Rồi thì nó cũng không thấy gì cả, đúng nó không? không có gì, nhưng mà cái độ cương cứng lại rất tốt Thôi, rồi bác cứ khoe độ cứng cứng làm cái gì? nhưng mà nó lại cảm mực lại cả Bây giờ cái nó độ cứng làm gì cứng của đó. bác thì nó cũng chỉ để thế thôi. Chứ thực ra chất lượng thì nó còn đâu đấy, nó càng ngày nó càng sụt giảm thế còn gì nữa, đúng không? Cứ khoe cương. Mà Ồ, ngay 76 cương năm vẫn là bình thường, ngoái năm kia cụ vẫn 82 cương chương trình cứng trước vẫn cương bình thường mà. Bác còn mà. cố gắng phấn đấu 6 7 năm nữa cơ bằng cụ 82 cái số trước chúng tôi vừa sản xuất xong nhá. Rồi chứ Thế chỉ 76 cũng bình có thế thường. thôi, chứ còn mọi mặt về vấn đề coi Rồi, như thế bây giờ là là cái có mỗi chuyện là tinh dịch và tinh trùng. Thế tại sao là sản lượng nó ít đi đúng không? Thế cái tiền lên tuyến là cắt cắt phén đi rồi à? chứ còn nhìn chung là gia đình là ông bà là thoải mái, tình cảm thoải mái Rồi, quá. không phải khoe nhiều bác ơi, khổ. Thế thì là tiền lên tuyến là cắt trọn gói rồi à? Nó mổ, tức là mổ nội soi đấy. Thế xong là nó xẻo đi hết rồi, bác sĩ sẽ thanh quyết toán hết rồi đúng không? Thì sau về một thời gian tự nhiên, tức là trước khi mổ ấy, một thời gian mổ ấy, nó có u tuyến tiền liệt nhưng mà nó vẫn 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 bình thường. Dạ, thưa Nhưng ông sau rằng là cái sau tiền liệt đó là cái nơi sản xuất ra cái chỗ mà ông đang nói ít đi đấy nha. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bác. Vâng, xin chào Rồi, bác ạ. chào bác sĩ ạ. Vâng, Vâng. tôi cũng nghe câu chuyện của bác về anh Thành Văn rồi ạ. Vâng, Vâng rồi. thứ nhất là phải chúc mừng bác, bởi vì là bác cũng 76, 77 tuổi rồi mà bác sức Vâng. khỏe của bác rất là tốt. Vâng. Vâng, thứ nhất là anh phải rất là vui mừng bởi vì anh không có một cái bệnh nền gì, Đúng rồi, và cái sức khỏe của anh kể cả đời sống tinh thần cũng như là vật đúng chất và các cái vấn đề khác của anh rất là tốt. rồi. Hiện nay rất nhiều người mơ ước được như anh mà không có Đúng rồi. Vâng. Vâng. nhá. Vâng, thế mình phải rất là vui về việc ấy. Vợ À, cái này bảy thoải mái mà tôi vâng muốn lắm mà. vợ 72 tuổi rồi mà vẫn rất là tích cực hoạt động, rồi trông vẫn rất là yêu đời, thích tham gia các cái hoạt động thể thao. Phải nói là anh rất là hạnh phúc rồi, mình không phải lo nghĩ gì về vấn đề khác. Thứ hai Vâng. nữa là thứ Tôi hai nữa không bận tâm lắm đâu, nhưng bác ơi, bác phải lắng nghe chứ, bác sĩ đang tư vấn cho bác. Thế mà bác sĩ khen cái sức khỏe của bác một câu thì bác lại bổ sung thêm ba câu khoe mạnh hơn về sức khỏe của mình nhá, lắng nghe. Xem bây giờ hướng điều trị ra làm sao. Đấy là bệnh nặng đấy, không nguy hiểm đấy, không phải gì đâu. Vâng. Phải tập trung từ Thứ đầu đến hai cuối. nữa là cái mà anh cứ khoe từ nãy đến giờ ấy, thì đấy là một cái mà rất nhiều người không được đâu. Đấy chính là anh không hề mắc bệnh rối loạn cương dương nhá. Nhiều người ít tuổi hơn anh mà còn không cương được như thế.
Cho nên là mình đừng có đặt nặng cái vấn đề đấy ra nhiều làm gì. Và cái quan trọng nhất là cái tiến tuyến tiền liệt ý, là cái nơi mà nó sản xuất ra tinh dịch, là cái mà anh cho là mực ý, thì nó lại được sản xuất chính là ở cái tuyến tiền liệt đấy. Vì thế khi mà mình bị u xơ tuyến tiền liệt mà nó có ảnh hưởng tới cái chức năng đi tiểu của mình, hoặc là những cái vấn đề nó chèn ép vào các cái cơ quan xung quanh, mà người ta đã phải có cái chỉ định là mổ nội soi cho anh để giải quyết cái tiến tuyển liệt đấy đi. Thì bên cạnh cái việc mà nó giải quyết được cái vấn đề mà nó ảnh hưởng tới cái chức năng khác của anh, thì nó lại có một cái rất là dở, tức là nó không sản xuất được ra cái tinh dịch nhá. Vâng, một trong những cái yếu tố mà tạo nên cái thành phần mà người anh gọi là mực ý. Chính vì thế mà bây giờ ấy, theo tôi ý, có lẽ anh cũng không cần quan tâm gì tới cái chuyện đó. Bởi vì hiện nay á, anh có đi khám ở đâu, người ta cũng không giải quyết được cái vấn đề là đổ được mực ở đâu ra cho anh. Cho nên là vui lòng với nó, bằng lòng với nó, và tập trung cải thiện sức khỏe của mình. Mỗi lần mình thực hiện được cái việc quan hệ tình dục mà mình cảm giác là mình đã xuất tinh rồi, thì anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn nó ít hay nó nhiều, thậm chí nó không có, mình không quan tâm nữa. Bởi vì quan tâm cũng không làm gì được đến nó. Nhá. Vợ anh hiện nay cũng không có nhu cầu để sinh con nữa. Tức là không cần phải có tinh trùng nữa, cho nên là thôi, mình kệ nó. Được đến đâu, tốt đến đấy anh ạ. Nhá. Rồi, thế là bây giờ anh đã hiểu rõ vấn đề bệnh tật của mình chưa? Được rồi. Bỏ cái ý đi thì làm sao mà nó sản xuất ra được tất cả những cái mà anh đang nói là càng ngày càng cạn mực nhá. Xin chào anh. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Quảng Nam. Dạ, em chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Chào bạn. Dạ, cho em có một câu hỏi nhờ chương trình cho em một lời khuyên á. Tại vì em cuộc sống của em là 20 năm. Em ở với người chồng này 20 năm, nhưng mà người này có cái tính là ở trong nhà thì khác, nhưng mà ra ngoài đường thì ai cũng khen hết, ai cũng khen là tốt hết. Rồi ở trong nhà thì cái tính là gia trưởng này, rồi ganh tị với vợ, bảo thủ gia trưởng lắm. Nhưng mà em càng sống thì em vì con, mà em càng sống thì em càng khổ. Mà đến bây giờ thì năm nay em 42 tuổi, nhưng mà em cứ suy nghĩ là nếu mà mình ở nữa thì mình càng khổ nữa. Cho nên là em cứ, em bỏ em đi. Bỏ chưa? Em không biết làm sao. Bây giờ bỏ chưa? Dạ em bỏ, em đi về quê dạ. À bây giờ là bỏ chứ không phải là ly hôn đúng không? Dạ, em chỉ bỏ đi về quê thôi. Rồi, thế con cái thế nào? Đi. Dạ con thì, em nói là hai đứa con, đứa thì học, đứa 18 tuổi, một đứa thì học 14 tuổi. Nhưng mà em kêu con em về ở, nhưng mà con em không chịu ở với ba. Hiện tại thì cuộc sống hai đứa con em vẫn ổn, vẫn lo. Nhưng mà em thì ở không được. Rồi. Thế là ba con hắn ở cùng với ông bà nội hay là ở riêng? Dạ, ở riêng một cái nhà. Tại vì cái nhà đó là hiện tại là hai vợ chồng ở, nhưng mà ở nhờ người em thôi. Rồi, cũng chả có tài sản gì nếu mà chia tay nhau đúng không? Dạ, không có. Thế mà mẹ thì anh Dũng là bỏ đi, các con thì nó không theo mẹ, nó ở với bố. Chứng tỏ là bố đối xử với con cũng rất tốt, mà hiện tại là đang chăm sóc hai đứa con đúng không? Một đứa 18, đứa 14, đúng không nào? Dạ, đúng rồi. Rồi, chồng thì rất tốt bên ngoài, nhưng về đối xử với vợ thì có vẻ mà khiến vợ không hài lòng đúng không? Dạ, nhưng mà em vô thì mọi chuyện là để em lo hết. Nhưng mà em đi ra ngoài là anh ta lo. Thành ra là em đâm ra là cái gọi là cái vai trò của mình ở ngoài xã hội, khi mà người ta gọi là cặp vợ chồng thì bị lu mờ trước người chồng của mình, quá chỉn chu đúng không? Dạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào, đâu nhỉ? Đắk Lắk à? Dạ, em ở Quảng Nam. Quảng Nam. Chào Quảng Nam. Ơi, anh không nghe, em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em 42, chồng em 48 nhỉ. À cũng còn trẻ, 42. Hai đứa con, trai gái cả chứ? Dạ, đứa trai đứa gái. Ồ tốt quá. Còn cái nhà mà ở đấy là ở thuê ở nhờ của đứa em của anh ấy đúng không? Dạ, ở nhà chú? Đó thì cho em nói kỹ tí, là tại vì
từ khi mà kết hôn đến giờ là chồng em làm cho em chồng. Thì có một cái lời hứa là nếu như mà sau này á có nhà cửa thì sẽ cùng cho chồng em, hai vợ chồng em, nhưng mà nói thôi không có giấy tờ, chỉ cho ở nhờ thì em không chịu. Em ngồi lại em nói chuyện là bây giờ của anh hay như thế nào, hoặc là mình về quê mình làm cái nhà, chứ còn ở như vậy là em không chịu. Thì anh chồng em mới sáng thì em nói không nói gì hết, tối á là nút rượu vô bắt đầu cầm con dao với cái đồ là dọa, đưa vào cổ em dọa nếu mà lên tiếng hay như thế nào thì sẽ lấy mạng đồ này kia, nhưng mà nói nhưng mà không dám làm. Nhưng mà em thấy nói chung là ở không được. Tức là anh ấy thì tin em trai mình, cái hứa hẹn rằng là cứ làm hết lòng cho em rồi mai kia cái nhà này sẽ trở thành nhà của anh, đúng không? Dạ, đúng. Và rồi, anh ấy cũng tin rằng chẳng nỡ gì khi ông em ấy hất mình đi đâu, bởi vì anh ấy đã làm rất là nhiệt tình cho em. Còn dạ, mình thì mình cũng mong muốn cho nó ra môn ra khoai rõ ràng đi. Nếu cho thì cho, mà sang nhượng thì sang nhượng, bán rẻ thì bán rẻ, nhưng mà phải là tên để sang vợ chồng mình, đúng không? Dạ, dạ. Ai cũng có cái lý của mình. Dạ. Mà lương anh bây giờ làm có được khá khá không? Một ba bố con có tự nuôi nhau được không? Dạ, nói chung mà từ ngày xưa đến giờ là em không biết đồng tiền của chồng em. Khi mà em có mặt ở chung mà không ăn chung, không nói chuyện, không gì hết. Nhưng mà anh chồng em thì em nói ra tòa ly dị, nhưng mà chồng em không nói. Chồng em nói là đi đâu thì đi. Rồi còn tiền anh làm gì, anh nuôi con hay như thế nào là tự anh gia trưởng vậy đó. Không bao giờ mà... Tóm lại là mình, anh ấy không đưa tiền cho mình, nhưng nếu mà mình mà có đi ra khỏi nhà thì anh vẫn lo được cho con hết. Dạ, đúng rồi. Còn nếu có mặt mình thì anh ấy không đóng góp gì đấy. Dạ, đúng rồi. Đổ hết. Dạ. Cứ rồi, gia trưởng vậy đó. Thế nói bây giờ mình về ngoại là ở đâu, cách xa cái chỗ bố con nhà nó không? Dạ, xa. Chồng em ở Sài Gòn, còn em ở ngoài Quảng Nam vậy. À, tức mình bỏ Sài Gòn để về Quảng Nam. Dạ. Trời ơi, thế xong rồi mình dự định là đi để cho nó nguôi giận rồi mình lại về Sài Gòn, hay là dự định, hay là bế dạ tắc quá thì cứ đi về đã rồi chưa tính đường ra làm sao? Dạ, em có tính đường lui là trước khi đây là em có nói chuyện là về để chăm mẹ em một thời gian rồi xong rồi em vô lại. Ừ. Nhưng mà em nói thôi, nhưng mà em chưa chắc thì em đã vô. Nhưng mà em nhờ con em nói là mẹ về chăm bà ngoại xong rồi bà ngoại khỏe rồi mẹ vô. Ừ. Thì chồng em mới nói là cút biến luôn, không có cần, không có nói nhiều, không có, tôi không muốn gặp mặt bà đó lòng vòng. Nhưng mà ly dị thì không ly dị. Nhưng mà rồi, tính toán hẹp hòi với em đó, mà em ở càng thật ở càng ra ly dị không đến ly ngày dị. Em ở 20 năm mà trong tay em vẫn không có một cái gì hết. Ừ. Thì em lo hết. Đó là lý do, đó là lý do ly dị hay không ly dị không quan trọng nữa. Con thì vẫn còn đấy, nhà thì nhà ở nhờ của chú em, tiền thì mình chẳng có. Cho nên ký giấy ghi nợ, ly hôn thì cũng chẳng có gì để mà chia, đúng không? Hai đứa con thì nó tự nguyện nó ở Sài Gòn với ba nó chứ, nó không về Quảng Nam rồi. Anh nghĩ mình cân nhắc đi. Xem là ông ấy có được cái điểm nào thật sự tốt không? Ông ấy có nhậu nhiều không? Dạ, ngày nào cũng uống rượu. Thế xong là nhậu đứa có đánh vợ đánh con nhiều không? Dạ dọa thôi, nhưng mà có một lần gần đây nhất là em bị trúng gió, em ngã. Em ngã em xỉu đổ mồ hôi rồi em kêu cứu. Thì chồng em mới thấy em như vậy, cái đóng cái cửa chốt lại ở trong luôn, không có ra dòm, hay lỡ em chết thì cũng mặc kệ luôn. Cái thành ra từ cái chỗ đó cái em bất mãn rồi em chán nản rồi em nói là nếu như mà mình tới 50 tuổi thì như thế nào. Thế em bỏ em đi. Em đi gì? Thế ở trong Sài Gòn ngày xưa thì em làm gì? Em chỉ thua chồng em thôi. Nhưng công việc của em bán hàng, em bán mì quảng này, rồi em đi làm công nhân, em may việc tiếng rồi em làm. Nói chung em cũng cố gắng lắm. Em làm mà rồi em làm vẫn không được gì hết. Em ở với anh này là không được gì hết. Em nghèo mà em không có một đồng tiền dư nào hết. Bây giờ em về như nào. Em về Quảng Nam ngoài mà mẹ ra thì còn ai nữa không? Dạ em ở nhờ nhà em, nhà của mẹ thì cũng như nhà của Út á. Em trai nó đang ở cùng với mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi ở lại với mẹ một vài ngày đi, chăm mẹ đi. Thế xong rồi anh nghĩ thế này này, mình còn sức khỏe mới 40 đúng không? Dạ, 42 ạ. Ờ 42, hai đứa con nó tuy là nó theo ba nó nhưng mà bởi vì nó cứ nghĩ đến chuyện đang ở Sài Gòn hoa lệ rồi phố phường đông vui, bây giờ theo mẹ về quê với ngoại ở Quảng Nam là chúng nó sợ đấy. Dạ.
em còn sức khỏe, em còn sức trẻ, em chẳng làm nọ thì làm kia, vào đấy làm tiếp mì quảng, làm tiếp. Em cần không ở được chỗ đó thì em thuê một cái nhà nhỏ nhỏ, vừa làm tiệm vừa là chỗ ở. Mình làm sao mình tự lập tự chủ, có tiền dần dần mon men đứa con nó sẽ ra, ôi má, má thuê nhà ở giữa quận nhất hay giữa quận năm, má cửa hàng của má đông lắm, đông khách lắm, các con nó thấy rằng là nó đi theo mẹ. Thế và ông ấy thấy rằng trời ơi, ở kia thì cũng nhà thuê, mình ở đây còn thuê. Thế thấy túm lại là hãy trở lại Sài Gòn, ít nhất là cái nơi mình đã gắn bó bao nhiêu năm, mình cũng quen với làm ăn rồi. Hai nữa là cũng là được cùng có cơ hội để mà gần con nó quay đi quay lại. Chứ còn thì, và cũng là thoát được cái chuyện là ông ấy đánh đập. Rõ ràng ông không để xông đến cái chỗ mà mình đang ở một mình thuê, mình kinh doanh, mình bán. Nếu mình phát triển lên, mình có thể thuê một em bé nữa, một người nữa làm phụ với mình. Biết đâu đến lúc mình 5 năm sau mình làm chủ của một cái tiệm gì đấy nổi tiếng thì sao, đúng không? Vất vả một chút nhưng khẳng định bản thân. Cái việc mà mình bất lực quá, bỏ đi về quê cũng chỉ là tình, gọi là giải pháp tình thế thôi, để cho mình nó nguôi ngoai, nó đỡ bực, nó đỡ uất, nó đỡ tức thôi. Nhưng mà về lâu dài không thể ở đây được. Không lẽ lại đi kiếm mấy công ruộng để cấy, hay là đi đánh cá, hay là cứ phụ ở đó được. Về chơi một ít bữa thì các em nó cũng quý, mẹ cũng thương, nhưng mà thấy bỏ cả chồng cả con ở Sài Gòn về quê ở, rồi mọi người lại nghĩ hay mình làm sao đến nỗi phải trốn, đúng không? Thôi cứ ở đây chơi thêm vài bữa nữa, xong rồi chắc mình cũng có người quen, đúng không? Mình trở lại Sài Gòn, mình xây dựng một cuộc sống mới đi. Cảm ơn chương trình. Rồi, điều quan trọng nhất đối với bạn lúc này là nên ở gần các con, đặc biệt là cái cô bé, đúng không? Con thứ hai là con gái, đúng không? Con gái 14 tuổi rất cần mẹ bên cạnh. Như anh Đoàn vừa chia sẻ, bạn đã đào sâu bén rễ ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì nên tận dụng cái khả năng làm việc của mình cũng như mở quán của mình để có thể xây dựng cơ nghiệp. Mà lúc ý thì có khi là anh ấy lại mon men về ở cùng ba mẹ con ấy nhá. Xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Bây giờ thì chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ngày hôm nay xin được tiếp tục bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Là em ở Đắk Lắk anh Đình Nguyên rồi. Ừ. Rồi. Hôm nay em gọi điện đến cho chương trình thì cho em xin hỏi tư vấn của bác sĩ ạ. Rồi, bạn trình bày câu hỏi đi. Em hôm nay 40 tuổi, em bị chẩn đoán bệnh nạc ở mặt tử cung cách đây hơn 10 năm về trước ạ. Rồi. Em bị em đi ra bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị và về có sinh được bé thứ hai ạ. Rồi. Hiện nay cháu cũng đã 10 tuổi rồi. Mà cách đây 2 tháng thì cái bệnh nạc ở mặt tử cung của em nó đau lại em. Ừ. Thì em có đi khám ở cái phòng khám sản ở Đắk Lắk, thì bác sĩ ở đấy họ kê cho em uống thuốc tránh thai á. Ừ. Mà em uống thuốc tránh thai thì về uống thuốc thì nó người nó cứ buồn nôn với mệt mỏi lắm ạ. Ừ. Em có điện cho bác sĩ thì bác sĩ nói là đấy là tác dụng phụ của thuốc, thì em cứ cố gắng uống. Ừ. Thì em uống được một tháng rồi ạ. Thì cái chu kỳ kinh vừa rồi thì nó đỡ đau hơn đấy. Ừ. Nhưng mà uống thuốc tính ra nó cứ mệt mỏi như vậy á, thì em muốn hỏi với bác sĩ là em có nên tiếp tục điều trị cái lạc ở mặt tử cung bằng phương thuốc uống cái tránh thai này hay không, hay là phải đi khám ở cái tuyến cao hơn đấy ạ. Rồi bây giờ đang ở Đắk Lắk hay là đang ở ngoài Hà Nội? Em đang ở Đắk Lắk ạ. Rồi, năm nay bốn mấy nhỉ? Em 40 ạ. 40 tuổi, có hai con rồi đúng không? Con thứ hai là 10 tuổi. Vâng ạ. Và cái bệnh mà như bạn trình bày là lạc nội mạc tử cung ấy, thì chắc là từ hồi trẻ, từ hồi mới dậy thì đến nay đều thế đúng không? Nói chung là em không biết là bệnh đấy, nhưng đẻ em lấy chồng cho em đẻ con luôn, thì đến lúc đi khám muốn sinh lại con thứ hai ấy, thì em không sinh, em mãi không có bầu đấy, thì em mới đi khám thì bác sĩ bảo em bị bệnh đấy ạ. Rồi mà cái bệnh ấy thì tôi nghĩ là mỗi lần đến tháng thì nó đau dữ dội lắm đúng không? Hôm trước kia thì nó không đau anh ạ. Khi mà mình bây giờ hai tháng gần đây thì là bạn lại thấy đau dữ dội và cái bệnh ấy lại tái phát đúng không?
Mặc dù là bác được bác sĩ cho uống thuốc tránh thai để điều hòa cái chuyện đó, thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến tác dụng phụ, đó là chóng mặt, nhức đầu, rồi là hoa mắt, đúng không? Như kiểu là mang thai đứa thứ ba ấy, nhỉ? Có vẻ mong muốn đứa thứ ba hay sao cười tươi thế? Dạ không, mà em không muốn có, em tìm biện pháp tránh thai khác rồi. Nhưng mà em vẫn là em sợ là bây giờ em tuổi cũng 40 rồi, em sợ là uống thuốc tránh thai đấy mà có tác dụng phụ như thế nó có tốt hay không. Rồi, sợ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Chị chào em. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Em sức khỏe tốt không? Nói chung là em sức khỏe tốt chị ạ. Thế à, thế em làm nghề gì vậy? Em làm giáo viên chị ạ. À, ừ được rồi. Tại chị nghe giọng em, chị cứ tưởng tượng ra là rất là gầy ấy, mỏng manh ấy. Em không gầy đâu chị ạ. À, không gầy hả? Ừ. Em bị lạc nội mạc tử cung thì em có, bác sĩ có nói cho em là nó lạc ở đâu không? À, nó lạc ở tầng sinh môn đấy chị. À, nó lạc ở tầng sinh môn hả? Vâng. Ừ, đấy, thế nó mới phức tạp chứ, giá mà nó lạc ở thân tử cung hay là nó nằm làm ở trên ở cái chỗ mà có thể phẫu thuật được thì người ta có thể phẫu thuật cho em. Tuy nhiên thì ở tầng sinh môn, và bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có chỉ định là sẽ xử lý cho em không? Ở cái cách đây 10 năm là bác sĩ cho em uống thuốc phụ lạc cao với dạng nước hả chị? Ừ. Và em uống sau điều trị thì nó hết đau, với lại em sinh được bé thứ hai ạ. Ờ, thực ra cái lạc nội mạc tử cung ấy thì nó có thể đến ở bất kỳ vị trí nào mà nó thích. Và đúng là như anh Văn anh nói ấy, là mỗi một lần đau bụng, mỗi một lần hành kinh thì nó rất là đau. Nó đau bụng lắm, nó đau, nó làm mình rất là khó chịu. Và thường là những cái mà nó ở những cái vị trí thuận lợi thì thường người ta cũng hay có nhiều trường hợp là người ta phải điều trị ngoại khoa, tức là người ta phải can thiệp để người ta xử lý cái chỗ lạc ấy đi thì nó mới ổn. Tuy nhiên của em, chị nghĩ có thể là cái vị trí nó cũng khó. Và năm nay thì em 40 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, chắc là bác sĩ ở Đắk Lắk người ta cũng muốn là người ta sẽ điều trị, gọi là điều trị nội khoa cầm cự cho em, chờ cho đến khi em mãn kinh. Yeah. Khi mà em mãn kinh ý, em hết hành kinh rồi, cái buồng trứng của em nó không sản xuất ra các cái nội tiết tố nữa, thì cái lạc đấy nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ teo dần đi. Và yeah, em sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đúng là uống thuốc tránh thai ý, thì đấy là phương pháp điều trị nội khoa. Và tác dụng phụ của thuốc tránh thai nó có thể làm, có rất nhiều tác dụng phụ. Thậm chí nó có những cái người, có nhiều người người ta buồn đau đầu, buồn nôn, chướng bụng, thậm chí là tăng cân. Nó làm cho người ta rất là khó chịu. Chính vì thế mà điều trị, kể cả áp dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc cũng phải có chỉ định của bác sĩ sản phụ khoa, chứ cũng không được tự ý để mà về để dùng. Hy vọng là em điều trị nội khoa được thì nó sẽ rất là tốt, chờ cho đến khi mà mình mãn kinh ý, nó sẽ teo dần đi và em sẽ không phải là mổ xẻ gì hết. Trong 1-2 tháng đầu có thể có cái tác dụng phụ của thuốc, và đến khoảng 2-3 tháng sau, 3-4 tháng sau thì các cái tác dụng phụ này nó sẽ giảm dần đi, vì cơ thể mình nó sẽ thích nghi với cả cái việc đó. Thì em sẽ thấy dễ chịu hơn nhá. Và khi đã dùng thuốc tránh thai hàng ngày thì thứ nhất là phải tuân thủ đúng với cả cái hướng dẫn của bác sĩ. Thứ hai là phải uống đúng với cả hướng dẫn của nhà sản xuất nhé. Đừng quên viên nào, và khi quên một viên thì làm sao, hai quên thì làm sao, tức là quên đến ba viên thì phải như thế nào. Tất cả những cái này bác sĩ khi mà người ta kê cho em, người ta sẽ dặn cho em rất là kỹ và em phải làm rất là đúng. Và khi đã áp dụng biện pháp tránh thai, khi đã áp dụng cái biện pháp điều trị nội khoa bằng dùng thuốc tránh thai thì em có thể sẽ không cần phải áp dụng biện pháp tránh thai khác nữa. Bởi vì là dùng cái thuốc tránh thai hàng ngày này thì cái tác dụng tránh thai của nó cũng khá là cao nhá. Em lo rất là đúng đấy, bởi vì sau khi mà mình đã sau 35 tuổi, thậm chí là 40 tuổi rồi thì dùng thuốc tránh thai hàng ngày ấy, thì người ta thấy cũng có nhiều những cái vấn đề mà mình phải cân nhắc. Tuy nhiên thì đây là cái phương pháp mà mình không phải áp dụng từ xưa đến nay, mà bây giờ mình mới áp dụng. Và thứ hai nữa, nó không phải là biện pháp tránh thai mà đây là thuốc điều trị của cái lạc nội mạc tử cung.
tức là cái phương pháp điều trị nội khoa, cho nên là mình hoàn toàn có thể yên tâm và không phải lo lắng gì nhiều đâu. Một vài tháng nữa nếu như mà cái tác dụng phụ này nó giảm dần đi, cơ thể em thích nghi được dần với cả thuốc thì em có thể yên tâm điều trị cái lạc nội mạc tử cung bằng cái phương pháp này. Thế còn nếu như mà các cái triệu chứng nó tăng lên và nó làm cho em rất khó chịu, thậm chí là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của em, thì lúc này em sẽ nói thêm với cả bác sĩ mà điều trị cho em ý, để người ta sẽ tư vấn thêm cho em nhé. Rồi, và tôi nghe phần đầu cái cuộc trao đổi này thì thấy rằng là bạn đang dùng thuốc tránh thai hàng ngày để làm có tác dụng điều trị cái lạc nội mạc tử cung và vẫn sử dụng một biện pháp tránh thai khác nữa thì phải. Mà nếu cái biện pháp tránh thai khác nữa là thuốc thì thực sự là hai loại thuốc tránh thai cùng một lúc là rất là nguy hiểm khi hàng ngày mình uống đấy nhá. Có loại này thì phải thôi loại kia ngay nhá. Xin chào bạn. Cảm ơn chương trình nhiều ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thế Hải. Các anh chị trong chương trình càng ngày càng nhiều sức khỏe để tư vấn cho toàn thể bà con nhân dân ạ. Rồi, nhưng mà bác sĩ bảo là cứ đợi đấy để 10 năm nữa mới mãn kinh thì rõ ràng là cái cuộc chiến này cũng hơi lâu đấy nhỉ. Thế biết đâu 2-3 tháng nữa khi mà cơ thể nó điều tiết được tất cả cái loại thuốc vào người thì nó sẽ giảm đi thì sao nhỉ? Hy vọng như vậy. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Bắc Giang ạ. Vâng, em muốn hỏi chương trình cách đây khoảng 2-5 ngày ấy, thì em bị tai nạn, bị ngã, bị gãy cái xương gót chân ấy. Thế thì cái sức khỏe của em là nó cũng rất là tốt. Như vừa rồi đi chụp chiếu thì họ bảo đang can xương rồi. Dạ. Thế thì bây giờ nó sức khỏe nó cũng đang hồi phục, cái xương cũng đang can rồi. Thế thì tối đi ngủ ấy thì muốn thể dục với vợ một tí. Thế thì vợ nó bảo là cái này xương vẫn đau, chưa khỏi hẳn ấy. Thì tiêm được khoảng 6 tháng đến 3 tháng đến 6 tháng, hoặc là bao giờ đi chạy được thì đi đi thể dục được. Đúng rồi. Nếu mà thể dục sớm thì nó bị liệt một chân, có phải không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thế lâm ra là bây giờ có phải bó bột không? Em bó bột, em mới tháo bột rồi. À, thế mà tháo bột cái là nghĩ ngay đến cái chuyện kia. Vâng, người sức khỏe nó tốt đi. Thế trong cái lúc bó bột thì có làm ăn gì không? Không ạ. Thế à? Thế là 21 ngày không làm gì. Thế vừa tháo bột ngày hôm qua thì là bắt đầu nghĩ ngay là bây giờ làm theo kiểu nào mà đòi làm thì là vợ khuyên răn là phải 3 đến 6 tháng đúng không? Vâng ạ. Thế là cô nói thế thì có tấn công mãnh liệt hơn không? Không, em phải nằm im ý. Làm im nghe cô giáo giảng bài đúng không? Nằm im không có cậu quậy ấy. Hả? Nằm im không có dám nhúc người ấy. Thế à? Thế bây giờ đi lại được chỗ tốt chưa? Em vẫn đi trước đi 2 gậy, giờ đi 1 gậy được rồi. À rồi, ôi, vẫn còn cái gậy thứ 3 mà chị đã nghĩ chuyện ý rồi. Vâng. Có phải uống thuốc gì không? Em vẫn phải uống thuốc tiêu viêm, đi để chống phù là đi để chống loãng xương vẫn uống mà. À rồi, thế là đúng phác đồ điều trị của những người mà bị xương khớp như bạn đúng không? Vâng. Thế là cái đợt ý có phải mổ không? Có phải khâu không? Em không phải mổ thì bó bột thôi. À thế à. Rồi và bác sĩ đi khám lại sau khi tháo bột thì cũng nói là xương đang can rất là tốt rồi đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi nhờ chàng trai? Em năm nay được 40 ạ. À 40, thế vợ bao nhiêu? Vợ em được 3 năm rồi. Thế à, thế là có mấy bé rồi? Em được 3 cháu rồi ạ. À được 3 cháu, thế là lấy lâu chưa mà được hẳn 3 đứa rồi đấy. Em lấy từ năm 2001. Thế cả tháng này chả làm ăn gì, thế thì có bức xúc không? Cũng khó chịu lắm ạ. Thế à, khó chịu được làm cách nào cho hết khó chịu? Thì cũng nhắm mắt ngủ thôi, nhưng mà thằng bé nó cũng ngoại nhưng vẫn phải chịu. Thế à, ôi dồi khổ thân, khó chịu chỉ nhắm mắt ngủ thôi, thế mà thằng bé nó vẫn cứ ngọ nguậy đúng không? Vâng. Bực hết cả mình, vợ thì lại không chiều. Sao bị liệt đấy. Hả? Vợ nó bảo là
Nếu bây giờ mà thể dục sớm là bị liệt. Rồi, em theo dân quá. Gian thì gãy chân với ở gãy tay mà lại có quan hệ như thế thì nó sẽ thiếu chất để bồi bổ can xương đúng không? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Ờ, tôi chào bạn. Vâng ạ, em chào chị ạ. Bạn làm nghề gì vậy? Ờ, em làm nghề thợ điện ạ. À thế à? Ừ. Vâng ạ. Thế là từ hồi gãy gót chân thế là nghỉ luôn à? Có vâng, đi làm được không? Vẫn nghỉ, vẫn đang điều trị ở nhà nghỉ ngơi thôi. Thế vợ làm nghề gì vậy? Vợ em làm bán hàng tạp hóa đồ điện nước ở nhà thôi. À, thế bây giờ là kinh tế là vợ lo là chính đúng không? Vâng ạ. Ừ, hèn nào nghe vợ thế. Vâng. Vợ bảo không là không đúng không? Vợ bảo vâng, không, có là không. Có. Ừ. Vợ vâng. Bảo không cái là nằm im không cả dám thở, không dám cả rung giường nữa. Đúng không? Vâng. Ừ. Nghe vợ thế là tốt, chắc ở nhà tốt lắm nhỉ? Ừ. Vâng. Tôi hỏi thăm bạn một chút thôi, chứ còn thì cái gót chân của bạn mà hiện nay sau khi bó bột ý, tốt nhất là may nhất là không phải mổ rồi. Chắc là nó cũng không vỡ nhiều ý. Nó chỉ có thể là dạn hoặc là các cái mảnh vỡ nó tương đối là cố định, chứ nó không bị vỡ vụn ra hoặc là nó không bị nhiều những cái tai biến khác, cho nên mình không phải mổ để mà sắp xếp lại nó. Thế và hiện nay nó cũng đã can rồi, như thế thì rất là tốt rồi nhá. Mình có tiến triển tốt, không bị xấu đi. Đấy, từ 3-2 gậy thì bây giờ đi xuống còn 1 gậy. Mình nói với vợ là bây giờ sức khỏe của anh tốt mà. Thế mà anh cũng lại rất là tích cực uống các cái thuốc theo điều trị của bác sĩ, như thế tốt rồi. Mình vẫn có thể thực hiện được việc đấy mà nhá. Ừ, nếu được thì cho vợ nghe lại câu chuyện này thì để bác sĩ nói với vợ rằng là có khi là vợ cho mình làm việc đấy mình lại còn nhanh liền xương hơn ấy. Vâng. Nhá. Mình yêu vợ hơn rồi là mình thấy người thoải mái hơn, khỏe khoắn hơn. Mình tiết ra rất nhiều những cái chất mà nó có lợi cho sức khỏe của mình. Trong đấy có cả việc giúp cho can xương tốt hơn. Nhá. Vâng. Chỉ có là lựa chọn những cái tư thế cho nó phù hợp. Bởi vì rất may là mình chỉ bị ở gót chân ý, thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái hoạt động khi mà mình thể dục thôi. Nhá. Cố gắng lựa chọn những cái tư thế đừng có tì vào gót chân chẳng hạn, hoặc là đừng có những cái tác động ảnh hưởng đến cái việc can xương hoặc là ảnh hưởng đến gót chân, mà nhỡ nó lại vỡ thêm ra thì nó mới liệt, lúc đấy thì nó mới sợ nhá. Còn cái xương gót chân thì nó cũng không phải là cái xương phức tạp, ví dụ mình bị xương đùi chẳng hạn hay là mình bị xương cẳng chân chẳng hạn thì lúc đấy thì mình có đúng là mình phải kiêng thật, chứ còn như thế này thì không có vấn đề gì, cứ nói cho vợ yên tâm thế nhá. Nhưng mà cho dù có thể dục lại thì cũng vẫn phải rất là bình tĩnh và đi từ từ, đi từ ít cho đến nhiều, chứ đừng có một cái mà hoạt động thể lực mạnh ngay thì nó không tốt cho em nhá. Vâng ạ. Rồi, theo tôi thì bạn buộc cái chân bởi vì đau lên cửa sổ cho nó khỏi bị hoạt động nhiều nhá. Để cho nó nhớ chứ quên đi cái sao nhãng cái là lại tư thế hoạt động mạnh quá là nó lại vỡ vụn ra thì chết nhỉ. Vâng. Vợ em bảo nếu mà bây giờ hoạt động sớm bị liệt em sợ, em có dám làm gì đâu. Rồi ôi, vợ bảo vợ nói gì nghe đấy, học trò ngoan. Còn không thì cứ nằm ngửa ra, còn thì cô ấy muốn chơi với nó như thế nào thì kệ cô ấy nhá. Vâng. Rồi mình đỡ phải làm gì cả nhỉ. Vâng. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Chào chương trình. Dạ vâng ạ. Tôi năm nay là 75 tuổi. À thế ạ. Bà vợ tôi thì 75 tuổi. Vâng. Trên tôi là 4 người con, hai trai hai gái. Dạ. Hai trai thì đi công an. Vâng. Hai gái thì đi giáo viên. Đó. Nhưng mà bỏ ở dường từ năm 60 tuổi á thì gọi là khó tính lắm. Vâng. Chú có nghe đó không? Dạ, anh cứ nói đi ạ. Bỏ khó tính lắm. Nói chung là tình cảm thì nó đầy hết á, nhưng mà cái tình yêu là nó có. Rồi. Cho nên bây giờ từ năm 60 đến bây giờ thì tôi có một cái cô bé 30 tuổi. Thì cô sống với tôi, không phải là sống với tôi mà cứ đến đấy này lại ở thân, chứ không có sống chung. Biết tới bây giờ thì cô bảo là bây giờ cứ ly dị vợ tôi.
thì tôi là không để chuyện như vậy, tôi là không được. Bà vợ của tôi là có tài sản của tôi rồi, bây giờ có bao nhiêu tôi cũng không giữ lại thôi, nhưng mà cô đánh đánh cho vô trời còn đánh thâu rồi. Rồi từ một tháng là tôi cung cấp cho cổ cả 700 triệu đó. Rồi tôi đánh đánh luôn mấy lần, thì bây giờ cô bảo là bởi vì vợ có vì có sống tôi không cần. Rồi cái này tôi không cần cái chuyện đó. Vợ tôi là có sinh con sinh đứa, nhà cửa từ đầu của tôi, từ sống của tôi, giờ tôi không thể bỏ cô được, không bỏ vợ được, mà nếu bỏ thì bỏ cô được. Rồi thì cô bỏ tôi thời gian một tháng, bây giờ tôi quay lại. Rồi quay lại thì tôi cũng có bảo rằng cứ thế mà lộn thôi, bây giờ cái đời tôi cứu đời tôi không bao nhiêu tuổi nữa. Rồi mà cô có chịu không chịu thôi, thì bây giờ cô chịu thì cô bảo rồi tôi là cô xin tôi 150 đó, cô cho, tôi cũng cho. À, tôi cho có lục có nhỏ chiếc phiêu của bổ tôi là nhỏ tôi cũng vậy, tôi bổ là cứ lâu lâu năm ba bữa đâu đi đánh tí, giờ bữa đánh tí đâu đánh tí về tôi không ở đâu. Bây giờ tôi hỏi chương trình bây giờ giúp cho tôi là hôm nay tiếp tục như cũ hay là bỏ cũ. Anh là người Quảng Ngãi à? Ngãi là tôi ở Hà Nội năm nay năm 90 rồi. Rồi thế là anh ta ngoài này sinh sống và lấy vợ sinh con ngoài này đúng không? Không, vợ con tôi trong đó mà tôi đi hết rồi đây. Rồi thế bây giờ là anh đang sống chính thức là với ai? Sống với vợ con tôi. À rồi, và anh đang có một cô bồ và đang kéo dài mấy chục năm nay rồi đúng không? Không, cũng mới có 4 năm nay thôi. À 4 năm nay, cô ấy lớn tuổi chưa ạ? Mới có sinh năm 90 mà. À sinh năm 90. Nếu mà sinh năm 90 thì tức là còn khi kém tuổi con anh ấy nhỉ? Kém hơn. Kém hơn đúng không? Thế cái, anh thì ở Hà Nội, thì cô kia thì ở đâu? Cũng ở gần đấy, gần đấy có chụp cây. Thế là một tuần là gặp nhau mấy lần? Hai lần. Hai lần, thế là ở nhà cô ý à? Không, đi nhà nghỉ thôi chứ tôi không vừa vô nhà cô. À, đi nhà nghỉ. Thế cô ấy có chồng con thì không? Cô này có chồng rồi, bỏ chồng rồi, có luôn gia tốt. Rồi, thế bây giờ cô, anh thì cũng cung cấp và chu cấp cho cô ấy rất là nhiều, đúng không? Về vật không, chất. Không, nhiều thì không nhiều đâu, cứ từ một tháng tôi đưa cô 5-7 triệu ra thôi. À, thế đấy là tôi cung cấp được 5-3 triệu đấy gì nữa à? Đúng không? Nhưng mà tôi lòng vẫn lòng ra tiền mà. Rồi thì ai bảo thì đâu, anh vẫn làm ra tiền được đúng không? 75 tuổi nhưng vẫn làm ra tiền được đúng không? Và làm ra được thì lại cung cấp cho cái cô gái kia đúng không? Cô ấy mới còn là bằng còn kém cả tuổi con mình đúng không? Vâng. Thế sức chiến đấu của anh vẫn khá thế à? Được cứ tuần 2 lần. À được tuần 2 lần. Thế cô làm gì với vợ không? Không. Không, bà ấy 75 rồi chả thèm làm bà ấy nữa đúng không? Bà thì bây giờ bà cũng thương tình yêu tôi lắm, bà cơm nước rượu trốn cho tôi cũng cùng áo cho tôi, nhưng mà cũng mất. Bây giờ là tuổi xế chiều rồi thì đâm ra là về cơm nước giặt rũ rồi chăm sóc thì là về với vợ, còn lúc giải trí thì đi tìm cái cô gái trẻ kia đúng không? Vâng. Bây giờ anh muốn hỏi chúng tôi là có nên tiếp tục hay là từ bỏ cái cô gái ý đúng không? Nếu mà cô bố tôi từ bỏ vợ thì tôi nên bỏ cô cho tôi. Cô ý yêu cầu là anh phải bỏ vợ để đến với cô ý cơ đúng không? Nhưng mà anh bảo là không, tôi phải giữ lại cái con với vợ tôi, đấy là tài sản của tôi như anh trình bày. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, chào anh ạ. Chào anh Đinh Đoàn. Vâng. Tôi thì tôi cũng tin rằng là anh đến cái tuổi này rồi cũng không có dại dột mà bỏ vợ rồi để mà mình nhận lại tất cả con số 0 để rồi đúng, đi đúng. Với cái cô bé sinh năm 90. Một cô bé sinh năm 90 bằng tuổi con mình, thật ra nó nhìn ở mình nó cũng chẳng phải là yêu thương gì đâu. Có đúng, khi đúng, cũng đúng, vì 5-7 triệu mà mỗi tháng anh cung cấp mà cô ấy có thể là cùng một lúc cô ấy làm với lại mấy bác chẳng hạn. Cô ấy dạng là nói như thanh niên bây giờ là cô là sugar baby đấy ạ. Anh thì cứ thứ ba thứ năm, thế còn có một bác khác thì thứ hai thứ sáu, một bác khác nữa thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, là mỗi bác cứ cho 5 triệu là cô cũng có bằng lương cán bộ, cũng đủ sống. Mà thôi mấy bác này thì cũng được lúc nào thì biết lúc đấy, cho nên là cô cũng có cái cuộc đời cô cũng sơ cua nhiều rồi. Mình cũng đừng có đặt niềm tin hy vọng vào cái chỗ này. Thôi thì không dám nói một cái lời mạt sát hay một cái lời mà kỳ thị gì về cô ấy. Thôi mỗi người có cái sự lựa chọn, nhưng mà cô ấy thật ra thì gọi là cặp bồ cũng được mà gọi là bán dâm cũng được đúng không? Bác cái tuần 2 lần xong tháng bác đưa 8 triệu gọi là mua buôn theo kiểu trả theo mớ chứ không phải là trả theo từng buổi mua hàng đúng không? Thì tôi giúp cho cổ là giúp ngày giúp thôi giúp tháng. À. Vâng, theo ngày theo tháng không biết nhưng vẫn là làm cái việc đó trả tiền thì vẫn gọi là mua dâm. Thế nên đúng, dùng tiền đấy. Đúng.
Cái chuyện này thật ra nếu như con cái chắc nó cũng biết thôi, cũng chẳng có ai con cái được chưa biết. Vâng, biết nhưng các anh các chị đủ lớn rồi, biết rằng là cũng chẳng tổn hại gì. Thôi thì thà rằng có một cái cô bé nào đấy sinh năm 90 phục vụ bố mình, còn hơn là ông cứ đá thúng đụng ni, ông bứt rứt, ông khó chịu, rồi ông lại đi quan hệ với những người mà chuyên làm, gọi là mại dâm chuyên nghiệp ấy, thì cái nguy cơ. Hiện nay là tôi làm một tháng có hơn 10 triệu, thì tôi đưa cổ 7-8 triệu, đưa bà xã 10 triệu. Vâng, đấy, thôi thì cái tiền thì anh treo ai bao nhiêu tôi không quan tâm. Chỉ có điều xác định rằng là vợ mà bồ là bồ. Trong lúc này của anh là thế đúng không? Đúng, và đúng, không đúng. Có dại dột, cô ấy cũng thử lòng anh thôi chứ cô cũng chả muốn là anh bỏ vợ rồi lấy cô ấy đâu. Gươm rồi vài ba bữa nữa rồi lại làm vành khăn tang ở trên đầu làm gì, đúng không? Để mà lấy tiền của ông già xong rồi lại đi, cô ấy lại đi tình cho không yếu không với cái đám thanh niên 9X cùng thế hệ với cô ấy. Cái chuyện ấy bây giờ xã hội nó không khuyến khích nhưng mà nó vẫn cứ đang tồn tại, có những cái đối tượng phụ nữ như thế. Mình thì chúng tôi không phải là những nhà phê phán, không phải là những nhà đạo đức học hay pháp luật, chỉ nhắc anh rằng là mình biết cái gì là quý giá đối với mình ở cái tuổi này. Anh chọn tôi có tư tưởng đó là đúng lắm, cho nên tôi bố cô bố ly dị vợ tôi không được, vợ tôi là vô gió rồi tôi không thể ly dị đúng được. Rồi đấy. Tất nhiên là tôi cũng chả dám nói với anh rằng ừ thôi thì anh cố đi đừng có quan hệ ngoài luồng nữa, bởi vì hai vợ chồng ở cái tuổi này nó chênh lệch nhau quá. Chị cũng 75 rồi, nhu cầu nó không cần, với cơ bản đó là cảm xúc nó không còn. Chứ còn cũng có những đôi vợ chồng bằng tuổi 75 nhưng mà các cụ ấy vẫn yêu nhau được, nhưng cơ bản nhất mình không có cảm xúc. Thôi thì ông cũng cần trang trang này được. Vâng. Thôi thì duy trì cái thực trạng này chắc là nó cũng không lâu nữa đâu. Không cái máy nào mà trở thành vĩnh cửu được đúng không? Trời cho anh khỏe được vài 3-4 năm nữa. Đừng làm điều gì quá đáng để cho các con coi thường. Đừng làm điều gì chọc giận bà vợ. Gia đình tôi phải giữ thôi chứ tôi không có sức mẻ đâu. Đừng làm điều gì để làm tổn thương người vợ. Bây giờ thì người ta biết là mình đi ăn vụng đấy, người ta lờ đi. Bởi vì dù sao cho nữa nó còn gắn bó tình cảm với lại tình thương. Đừng để làm cho nó mất hết tất cả. Rồi đến lúc mà mình không còn tiền, không còn sức khỏe nữa thì bồ sẽ buông. Mà quay trở lại thì không còn bến đỗ thì mình sẽ trắng tay đúng không anh? Vâng, có phải lên đồn quá anh. Dạ vâng. Nó rất hay, nó là chiến chén quá. Dạ vâng. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Tấm Lập Đinh Đoàn sẽ giúp ích cho anh. Cảm ơn anh Giang, anh Giang sâu ho đấy. Dạ vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay xin được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Phú Thọ. Vâng, tôi xin chào anh Văn nhá. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, chào anh Đoàn nhá. Dạ. Vâng, thì em nói là Phùng Văn Sơn ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Dạ năm vâng. Đủ 59 tuổi. 59 tuổi ạ. Sinh năm 1965. Dạ vâng. Vâng, thế thì thực ra thì cái chuyện mà để vợ chồng tôi sinh hoạt nào kém lắm, tai biến rồi. Thế à, lại tai biến rồi. Tai biến rồi. Ngày uống 2 viên huyết áp, ngày 2 cốc rượu. Vẫn uống rượu, vẫn uống huyết áp. Vẫn huyết áp, ngày 2 viên huyết áp, ngày 2 viên 2 cốc rượu. Rồi. Đấy, thì chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi không lên được. Thế à. Và tôi không lo ăn gì cả. Thì xin ông canh cho xin lời khuyên như nào cho nó được. Dạ vâng, thế là không lên được mấy năm nay rồi. Cũng năm nay kém hơn rồi. Sang nay mấy tháng nay kém. Kém hẳn đấy à? Đêm cường, không cường cường. Thế à, nó không lên được chút nào luôn ý. Không lên được, vâng. Thế à, thế bà ấy còn đòi không? Bà nhà tôi sinh năm 69. Thế à, vẫn còn hừng hực đúng không? Hà thị toán không, nhà tôi đi mổ u sơ rồi. Cắt bỏ hết cả con rồi. Thế à. Vâng, thế nên là nó cứ độn sinh hoạt thì nó kém rồi. À, cái nhu cầu đòi hỏi nó không cao nữa đúng không? Vâng, vợ kém rồi mình thì càng kém nữa. Thế à? Và tính hay tự ái, động vợ gái thế là nó bảo thôi mệt lắm, thế là mình thôi luôn. Thế à? Rất kém, nhiều lúc muốn đi ngoài đầu thích. Hứng mãi thì tạo hứng mãi mới lên được một chút thì động đến vợ lại bảo là giải tán, thế là thôi. Vâng, nên là buồn với anh ạ. Thì bây giờ là cũng có vẻ là tương tác với nhau là cũng phù hợp.
Ông yếu thì bà cũng yếu theo rồi, còn gì nữa. Thế bây giờ anh mong muốn khỏe để làm gì? May vì... Hả? Vâng, tôi được hai đứa con. Vâng. Rồi, thế nhưng mà tóm lại là anh cũng yếu mà chị cũng yếu. Thì cái nhu cầu nó cũng không cao nữa rồi. Thế bây giờ anh muốn nó khỏe lên để làm gì? Cũng đôi lúc đầu thích lắm anh ạ. À, đầu thích thì cứ thích thôi, đúng không? Còn cái chỗ dưới nó chưa thích bằng đầu thì nó chạy chậm hơn một chút vậy. Vâng. Rồi, thế là ngoài tiểu đường ra thì còn bệnh không gì nữa? Không, tiểu đường đâu, huyết áp. À, huyết áp ra thôi đúng không? Mà chính là huyết áp cao đâm ra là bị đột quỵ đúng không? Vâng, tai biến rồi, vâng, tai biến vâng. Rồi. Thế là di chứng của tai biến là như thế nào anh? Tai biến thì đấy, đi chứ phải rồi. À, liễu yếu một bên nửa người rồi đúng không? Yếu bên nửa người thì rồi, thì nói chuyện anh nghe. Ừ. Bây giờ ngày thả bò thôi. À, cũng biết thả bò được rồi. Thả có bị bò lạc không? Đâu tỉnh táo nhưng hay quên. À, lại còn hay quên nữa. Quên may mà chưa quên nhà mình, chưa quên vợ mình đấy. Lại quên số bò lại đếm mãi thì không đủ chết. Nói chuyện anh khoái lắm anh ạ, tối nào cũng nghe đấy. Rồi, thế tóm lại là bây giờ ngày phải uống hai viên huyết áp đúng không? Để nó điều hòa, nhưng mà vẫn uống rượu như thế là không nên chút nào đâu. Ngày hai cốc rượu lại vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng ạ. Ờ, tôi chào anh. Vâng ạ. Vâng. Sao vẫn vui vẻ mà, cười tươi ơi vâng, là tươi cười. Không, nghe các anh các chị nói chuyện khoái tai lắm. À thế ạ, vâng. Vâng, nghe anh. Các anh chị tối nào nghe đấy. Vâng, vâng. Hiện nay thì mình bị tai biến lâu chưa ạ? Chục nay, hơn chục nay rồi. À, hơn một chục năm nay rồi ạ. Hơn chục nay vâng. Vâng, thế hiện nay thì cái tuổi. Việc uống rượu của mình nó ở mức độ như thế nào? Thì uống tỉnh táo, ăn cơm trưa làm một cốc, tối làm cốc, ăn cơm vợ có chơi cơm, ăn cơm uống rượu thôi. Cốc bằng thế nào? Cốc nào? Cốc khoảng 500ml. Nửa lít. Nửa lít, ngay nửa lít. Thế mình định uống để làm gì mà uống khủng khiếp thế ạ? Nó nghiện rồi. Nghiện rồi, như tỉnh táo đó không phải uống rượu nghiện điều chỉ vừa con đâu. Tôi chẳng biết nói gì với anh nữa. Vâng. Anh năm nay anh bằng tuổi tôi đấy. Vâng. Ừ. Tôi thì sinh 1965 đấy. Vâng ạ. Vâng. Thế mà anh đã đột quỵ cách đây 10 năm. Vâng. Tôi nghĩ có thể là một phần do rượu. Và bây giờ vâng, thì đúng anh đấy. Một khi hôm mới đột quỵ do rượu đấy. Anh bây giờ thì anh chị tâm sự khoái tai lắm. Anh tâm sự với chúng tôi chỉ khoái tai thôi thì nó chưa đủ đâu ạ. Vâng, không, cái chưa quan nghe trọng nhất anh cái chị ạ. Vâng, cái quan trọng vâng. nhất đối với anh bây giờ là có một cái sức khỏe ổn định để cho vâng. cái cuộc sống của mình không phải phụ thuộc vào ai. Đấy, không đúng, phải phụ thuộc đúng, vào vợ đúng là thế. Tốt vâng. nhất. Vâng, chỉ có như thế thì cái đời sống của mình nó mới đỡ thôi anh ạ. Còn bây đúng. Giờ nếu cứ 9 giờ sáng thì uống thuốc huyết áp, xong 11 giờ làm 500ml, xong đến 6 giờ, 16 giờ lại làm một cốc 500ml, chẳng ai cứu được anh cả. Không phải đâu, ngày nửa lít thôi. Ừ, ngày nửa lít thôi ấy hả? Ngày nửa lít thôi, vâng. Ngày bữa uống xong ngủ giấc chiều dậy thả bò mà. Mà không biết là rượu đấy anh nấu hay rượu anh mua ở ngoài nó có đảm bảo chất lượng không? Không, rượu đảm bảo đấy. Thế à? Ngon lắm. Vâng. Rượu đảm bảo nhưng mà thực ra mấy chị rằng vất vả lắm. Thực ra chị tâm sự đúng đấy, bởi vì nói chuyện là không làm ra tiền là vợ nó hay không thoải mái. Ừ. Bây giờ đã không làm ra tiền rồi lại không làm được cái việc ấy. Xong rồi là lại rượu chè như thế. Anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ cai rượu không? Thôi, cao rượu thì khả năng không dám hứa các anh chị đâu. Ừ. Thế nhưng mà thôi, không dám hứa, bởi vì nghiện mất rồi. Nghiện mất rồi à? Ừ. Nghiện mất rồi mà. Tôi chỉ e đến một lúc nào đấy, thuốc huyết áp nó sẽ không còn tác dụng nhiều. Trong khi đó, lượng rượu nó cứ vào như thế, anh sẽ bị tai biến lần 2, anh sẽ bị tai biến lần 3. Đúng. Mà ơn giời lúc đấy mà lại không đi về với bố mẹ được thật nhanh ấy. Mà lại cứ nằm một chỗ xong rồi là người khác phải phục vụ, nâng lên, đặt xuống. Ăn chẳng ăn được, nói chẳng nói được, chẳng làm được cái gì tự chủ. Nhục nhã lắm hiểu không tự chủ nữa. Bởi vì những cái người bị tai biến ý, gần như là mà sống một đời sống thực vật thì cuộc đời nó vô cùng là khổ. Tôi tin là anh đã nhìn thấy lần đấy, anh đã nhìn thấy
quan tài rồi đấy, mình đổ lệ một lần rồi. Vâng. Cái khả năng lần hai không hề ngắn một chút nào và không vâng. phải là xa vời gì. Anh có thể gặp nó rất là nhanh nhá. Mình khuyên nhau một tí nhỉ. Vâng. Mình phải yêu vâng. thương bản thân mình. Anh bây giờ như thế, cuộc sống của anh hiện nay bây giờ rất là tốt mà. Anh còn tự vâng. đi làm được việc nhẹ rồi, là anh vẫn còn nuôi được bò. Bò bê, vâng, vẫn làm được cái vâng, vẫn người vẫn béo tốt, vẫn đẹp trai. Ừ. Chứ không phải không, khỏi nhom vâng. nhem quá. Nhưng mà chưa chắc đã là, nhưng mà cái chính là nó lại không khỏe. Vì thế khỏe, bây giờ ở mình có hai việc như thế này. Đi nhiều nhìn thì các em thích ghê nhưng mà không ra gì cả. Rồi, ok. Mình còn nhìn thấy mình còn thích thế là tốt rồi nhá. Còn vâng. không làm được việc gì nữa đâu. Vâng, trên nền một cái bệnh vâng. nhân như anh ý, tăng huyết áp, trường diễn mà lại đột vâng. quỵ như thế, phụ thuộc vào thuốc, kết vâng. hợp thêm với bọn ông nghiện rượu nữa. Tức là khi mà vâng. đã nghiện rượu là lệ thuộc vào rượu. Và rượu, nếu mình đã nghiện rượu thì rất nhiều thứ trong cơ quan mình, trong đấy có cả hoạt động của cơ quan sinh dục. Khi ở giai đoạn nghiện rượu thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và ảnh hưởng theo vâng. chiều hướng xấu. Có thể nếu anh không phải là người nghiện rượu thì mới lúc đầu ấy, rượu có thể là cái hưng phấn để cho vâng. nhiều người dựa vào đấy và nâng cái chất lượng quan hệ tình dục. Nhưng khi đã ở giai đoạn nghiện rượu thì rất nhiều thứ nó đi xuống, trong đấy có cả việc quan hệ tình dục. Thôi, việc của mình bây giờ là sử dụng thuốc huyết áp theo đúng phác đồ, lấy thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ và phải tái khám theo đúng chỉ định. Nhá. Vâng. Thứ hai nữa là có điều kiện thì tăng cường thêm cái hoạt động thể lực đi. Ví dụ vâng. đi chăn bò thì mình có thể kết hợp với lúc ấy, mình có thể kết hợp đi bộ hoặc là làm cái việc gì đấy để cho vâng. nó tăng cái sức khỏe của mình lên. Và vâng. cái quan trọng thứ ba đấy là giảm dần lượng rượu đi anh ạ. Tôi không nói vâng. anh là cai ngay đột ngột, anh không cai được đâu. Nhưng anh giảm vâng. dần nó đi để tiến tới mình có thể là không lệ thuộc vào rượu nữa. Vì vâng. chỉ có như thế thì cuộc sống của anh nó mới có chất lượng thôi. Thế còn vâng. cái việc mà quan hệ tình dục thì tôi nghĩ là bây giờ còn như thế này, chứ còn nếu anh còn nghiện rượu nữa thì tiến tới nó chẳng à ơi gì với anh nữa đâu, nó chẳng chơi vâng. đời gì với anh nữa đâu nhé. Vâng. Ừ. Vâng. Anh đã nghe rõ rồi chưa? Nghe rõ rồi à? Vâng, có thể bây giờ anh có uống được cả lít rượu trong một bữa và anh cảm thấy rất là bình thường, thần kinh vẫn điều khiển được. Nhưng mà vâng. trong cơ thể anh, những cái anh không thể nhìn thấy, nó đang vâng. tiến triển vâng. một cách xấu đi. Nhìn thì người lúc rõ ý... đẹp trai hoành tráng. Rồi, lúc ý là... Thế mà là chả làm gì cả. Lúc ý thì cái đột quỵ lần 2, lần 3 sẽ đến vâng. rất là gần đấy anh nhá. Vâng. Và như thế, vâng. nếu mà đột quỵ vâng. đấy như chị Hải, nếu mà về với ông bà thì lại tốt quá, lại không về được với ông bà luôn ý. Lại vâng. nát quải trên giường ý, xong là người khác phải chăm bẵm thì đúng là lúc ý nhìn thấy rượu chắc là anh rơi lệ rồi. Nhá, vâng, xin chào anh. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thế Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Bình Dương. Dạ, dạ, em chào anh ạ. Chào dạ, vâng, chào bạn. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, anh, em có... câu hỏi là gia đình vợ chồng em là kết hôn 8 năm nay rồi anh. Rồi. Thì, dạ, tụi em cũng có một đứa con gái 6 tuổi rồi. Rồi. Thì em năm nay cũng 30, vợ em cũng 30 anh. Rồi. Thì em công việc của em là ra ngoài ngoại giao tiếp khách này kia thì thời gian vừa rồi kiểu như là cũng con bé đấy nó thích em rồi, em cũng có qua lại á. Ừ. Thì vợ cũng phát hiện ra biết. Ừ. Thì thời gian đấy thì sau một thời gian 2 tháng thì em cũng đã ngắt liên lạc để quay về gia đình. Ừ. Nhưng mà em thấy vợ em cũng nhất quyết đòi ly hôn, em cũng muốn chương trình tư vấn cho em để làm sao để dựng lại gia đình. Rồi, thế là chia tay với cái cô bồ ấy là bao nhiêu tháng nay rồi? Cũng được từ tháng 12, cũng được hơn 2 tháng, gần 3 tháng rồi ạ. Ừ, khoảng 4 tháng rồi đúng dạ. không? Thế mà dạ, vợ dạ. cứ thỉnh thoảng lại nhắc là ly hôn đi đúng không? Dạ, kiểu như là như này anh ạ, ví dụ như bình thường thì cũng vợ em cũng không sao, nhưng mà cứ nhiều khi cứ gặp bạn bè hay là cái gì giống kiểu như là người ta khuyên hay gì á là về nhà cứ nhắc cái tội ly hôn rồi. Sau cái vụ mà vợ phát hiện ra rồi là chia tay bồ ấy thì là có thề thốt hứa hẹn gì không với vợ?
Dạ có, em cũng bảo vợ thì cái đấy là của anh sai, đàn ông ra đường mà. Thì cũng em nhận trách nhiệm rồi, cũng bảo vợ là sẽ không có làm như vậy nữa. Rồi, thế là vợ phát biểu gì không? Vợ bảo ok à? Vợ em thì cũng không nói gì, nhưng mà vợ em bảo là cái đấy phải để thời gian chứng minh. Rồi, thôi cũng mong muốn là thời gian thì sẽ chứng minh xem cái sự trung thủy của bạn ở đến đâu đúng không, chứ không lại cái hình lại ngựa quen đường cũ thì sao đúng không? Vâng vâng, chào bạn anh. Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin mời dạ, anh Đinh Đoàn ạ. Dạ. Rồi chào em. Dạ, dạ em chào anh ạ. Ừ, mình làm gì em? À, em làm kinh doanh điện máy rồi thẻ tín dụng này kia anh, em làm bên lĩnh vực kinh doanh. Dạ. Tức là mình là ông chủ nhỏ ấy, hả? Dạ dạ, cũng có thể gọi như vậy anh ạ. Ừ. Kinh doanh tại kiểu mình thuê cửa hàng, thuê ký ốt hay mình làm tại nhà? Dạ em thuê cửa hàng anh. Thế hả? Vợ thì làm gì? Vợ em làm công ty anh ạ. Vợ em làm công ty lâu năm rồi đấy. Làm công ty hả? Dạ dạ. Ồ, thế xong rồi có một đứa bé thì mình hiện nay có ở với ông nội bà ngoại gì không? Đợt vừa rồi thì kiểu như bạn em bận quá thì hai vợ chồng cứ đi làm về khuya quá nên là gửi bé về ngoại cho bà ngoại chăm anh ạ. Đưa về bà ngoại rồi, bà ngoại có gần đấy không? Bà ngoại ở trên Đắk Lắk cơ, còn tụi em dưới Bình Dương. Trời ơi, thế nhà nội thì ở đâu? Nội ngoài Bắc à? Dạ, nội thì ở ngoài Bắc nhưng mà như nhà em thì vào trong này hết rồi. À, ông ở dạ. Tưởng là nội thì ở ngoài Bắc, xong ngoại thì ở trên Đắk Lắk, vợ chồng thì gặp nhau ở Bình Dương. Ôi cũng gian truân. Thật ra thế này này. Em mới 30 tuổi, vợ 30 tuổi mà lấy nhau từ năm... 24 rồi đấy anh ạ. 24, lấy nhau ở lúc là rất là trẻ, đúng không? Dạ. Thời gian đầu rất là yêu thương, chắc chắn là rất là tin tưởng. Dạ. Nhưng mà ở đời người ta nói rằng là một lần bất tín thì vạn sự nó sẽ khó tin. Vâng. Từ trước giờ người ta càng kỳ vọng, người ta tin tưởng, người ta nghĩ rằng là yêu nhau từ lúc 20 mấy tuổi đầu rồi lấy nhau rồi lập nghiệp, mình không đến nỗi nào, cũng làm ăn, cũng thông minh, cũng tháo vát, cũng kiếm được tiền. Nhưng mà rồi đấy, chỉ một lần sơ xuất ra là có bồ có bịch ấy rồi mà vợ biết được thì chắc chắn em đừng có bao giờ hy vọng rằng là người ta nguôi ngoai ngay lập tức. Có những người cái nỗi đau mà bị cắm sừng, cái nỗi đau mà bị phản bội là thề muôn đời muôn kiếp không tan. Người ta có thể không nói đến nhưng mà nhớ trọn đời. Thế cho nên là mình đừng mới vừa mới 2-3 tháng. Thì mình đừng có hy vọng là cô phải vui vẻ ngay, cô tha thứ, cô bỏ qua mọi sự. Nhưng cô đã không làm ầm lên, cô không viết đơn ly hôn ngay cái lúc cô ấy đang điên tiết đấy, đã là tốt lắm rồi nhá. Thường thường là cái gì mà nó cháy thì phải cháy luôn, chứ còn đã cứu được đến bây giờ thì yên tâm là bây giờ chỉ phục hồi thôi. Giống như là mình đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi, bây giờ đang là sang cái phòng gọi là điều trị tích cực thôi, để mà mình ổn định sức khỏe rồi ra viện đấy. Giá như mà cô chỉ bắt được em là đi nhà nghỉ với một bạn gái nào đó thì nó sẽ không đau bằng đây là em có mối quan hệ tình cảm, đúng không? Dạ đúng rồi, mà vợ em cũng nói như vậy. Mà phát hiện ra lại còn không chạy về phía vợ ngay, mà còn câu kéo thêm một thời gian rồi mới lại chạy về, đúng không? Dạ đúng rồi. Càng làm cho cô ấy đau, vết thương càng bị rộng ra. Chứ tất nhiên là không phải là khuyến khích, nhưng mà cái đoạn mà cô nghĩ rằng mình đang bị đặt lên bàn cân giữa cô ấy với mấy cái cô bạn gái kia, thế rồi cuối cùng rồi em mới lựa chọn. Thế cho nên là cái sự hàn gắn nó sẽ khó hơn, nhưng mà tin rằng sẽ làm được. Bây giờ đang là giai đoạn điều trị tích cực thì phải tích cực thôi, dành thời gian cho vợ con nhiều hơn. Cần thiết nếu mình ăn lên làm ra được ấy thì nhắc với vợ rằng là anh bây giờ kinh doanh cũng đỡ rồi, tiền bạc cũng không phải là vấn đề quá nặng ấy, em đừng có tham nữa, đi làm công ty thì đừng có làm thêm giờ. Nhiều bạn gái là người ta quy định làm 8 tiếng nhưng mà cứ xin làm thành 10, 12 tiếng. Rồi tôi về đến nhà mệt bở hơi tai, không còn thời gian dành cho bản thân, không thời gian dành cho con cái thì cũng không tốt. Thì mình động viên đầu tiên là phải thể hiện rằng là nhắc nhở em đừng tham nữa. Thế rồi có anh đây rồi,
tiền nong là được mọi khi đưa 10 triệu bây giờ đưa khá lên, anh lấy cái tiền này em lo đi, rồi em cứ đi làm để gọi cho nó có cái chỗ, anh đảm bảo nữa sau này mà công ty hay là cái chỗ đại lý của anh mà nó phát triển thì có khi anh định là em không làm công ty nữa, chẳng việc gì phải đi làm thuê ai, về làm với anh. Trời ơi, đúng không? Lúc này không cần nói đi nói lại cái câu là anh sai rồi, anh xin lỗi, mà thể hiện rằng là với cô ấy thì là nhất của đất. Rồi con thì đừng gửi ở trên bà ngoại nữa. Nhà hai vợ chồng có đứa con nó là cái cầu nối tình cảm. Nói thế chứ nhiều khi cãi nhau mà có mặt đứa con mình cũng kiềm chế tốt hơn. Nói gì nói con bé nó lại nhại lại, nó lại bắt chước. Bây giờ thành ra vợ chồng nó có cái gắn kết hơn là bây giờ có đứa con để đưa lên Đắk Lắk, xuống Bình Dương ở cạnh ba cạnh má, cạnh ba cạnh mẹ hàng ngày thì cho đi nhà trẻ mẫu giáo. Thậm chí nếu như nó không đủ điều kiện mình có thể gửi nhà trẻ tư, vì mình đón muộn hơn một chút cũng được, nhưng mà tối có đứa con nhá. Và đấy cũng là cái việc mà chúng ta đang củng cố gia đình. Gia đình là gồm có vợ chồng, con cái, có tài chính, kinh tế, có thời gian dành cho nhau, sự quan tâm lẫn nhau. Đó là cái mà để người ta thấy rằng là ừ, thôi thì đúng là ông ấy có lỗi thật, nhưng mà ông bây giờ là cũng biết lỗi rồi, chăm sóc vợ con, lo toan hết lòng. Thì người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ người ta không đánh người chạy lại. Thì mình bây giờ cố gắng chạy lại, đúng không? Đấy, thế còn thì chắc chắn là sẽ còn giận. Để mà tin tưởng hoàn toàn thì khó. Người ta vẫn nói là bát nước mà đã đổ đi rồi, có hớt lại chăng nữa thì nó cũng bị hao hụt đi phần nào. Nhiều thì là hao đến một nửa, ít thì cũng đến vài đôi 30% nhá. Thế thì đây cũng là bài học để mình rút kinh nghiệm, rằng là cái gì mà nó là quý giá đối với mình thì cố mà giữ. Còn những cái sơ suất mà đôi khi mình đã nhầm đường lạc lối rồi thì biết quay đầu là bờ nhá. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn rồi chứ? Vâng, chào bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ gìn giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Giang. Alo, tôi đang nghe đây. Em chào anh nhá. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Em ở Bắc Giang này, năm nay thì thực ra em 46 tuổi. Con cái thì hai đứa đều lớn cả, hai vợ chồng thôi, kinh gia đình kinh tế đầy đủ, nhưng mà dạo này không biết sao súng ống chẳng lên lên quá em. Anh sao đây? Hả? Dạo này súng chẳng lên lên quá em á. Cái gì lên? Súng của em ấy. Súng á? Vâng. Không thể lên luôn á, mới 46 tuổi. Vâng. Dạo này là bao lâu rồi? Ủa, tình trạng này cũng lâu lâu rồi bác sĩ ạ. Thế à? Không lên một chút nào hay là thỉnh thoảng nó cũng ngốc ngắt? Rồi khi cả tháng ấy chẳng được cái nào nè. Thế mình tự làm thì nó lên không? Không, vợ làm bần vợ nó vầy vò mãi nó chẳng lên quá nhỉ. Ôi, biết sao bác nhỉ? Mấy tháng này rồi? Vâng. Khổ thân, có bệnh tật gì không? Không bệnh tật gì, anh vẫn khỏe mạnh, bình thường vẫn lao động bình thường, có làm sao cũng có mức phản đấy, không nên nhỉ. Rồi nghề gì đấy? Làm nghề gì? Em chạy đi lái xe. Chạy xe à? Chạy cả một ngày là bao nhiêu tiếng? Ngày 10 tiếng. 10 tiếng lái xe một ngày. Thế kiếm thu nhập cũng khá đúng không? Vâng. Thế à? Thế mà cái cần thì nó chả thèm lên cho, khổ thân. Hay vợ là bảo cần này hỏng rồi mất đi rồi hả? Thế thì nhìn thấy cái cô gái khác ngoài vợ thì có thấy nó ngốc ngắc gì không? Không, thì chở anh em vẫn đi karaoke ôm bụng thì nó cũng lên, nhưng chỉ lên cái nói là xỉu ngay anh ạ. Cũng nếu mà có vẻ có đối tác thay đổi thì cũng có thể ngúc ngắc thêm một tí, nhưng mà tóm lại là chưa được 2 giây lại xìu xuống rồi đúng không? Vâng. Đã đi khám ở đâu chưa? Em mình chẳng đi khám được, công việc có bận thì cũng chẳng thời gian đâu mà đi. Đấy, bận kiếm tiền, 10 tiếng một ngày đi làm việc thế thì lấy đâu ra thời gian mà đi khám đúng không? Vợ có kêu không? Vợ thì trẻ, vợ em có 38 tuổi. Thế à? Đấy, chắc là nó không than ra mồm thì cũng than trong đầu rồi. Kinh tế gia đình ấy, mình mà không giải quyết triệt để là vớ vẩn là mất vợ như chơi ấy. Dạ. Vâng. Có lo không? Có lo mất vợ không? Trời, chẳng lo, nhưng có khi em này khuyên để em đi khám xem. Rồi bây giờ thì chắc là đang sốt ruột về chuyện lời khuyên của bác sĩ, thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Cười thế thôi chứ lo lắm đúng không? Vâng. Đàn ông mà lại không làm được cái việc đấy nữa thì không thể cười mãi được.
Thế mình chán thì vợ thì vợ trẻ, vợ thì công ty mà nhưng có 38 tuổi thì kia ơi. Vợ chỉ là một phần thôi. Vâng. Mình ý, mình phải lo xem mình bị làm sao không ý. Mình ở Bắc Giang nó tiện vô cùng, là mình không xuống đi khám đi mà để tình trạng nó kéo dài như vậy. Cũng muốn đi khám nhưng mà đi làm tại làm cho người ta cũng không có thời gian nghỉ. Ừ, mình không có thời, mình không có thời gian nghỉ, xong rồi mình kiếm thật nhiều tiền về, xong là lại phải đi dùng tiền đấy để đi mượn bạn khác. Mình nghe nhiều chuyện rồi mà, đúng không? Nói thế thôi, em có vấn đề về cương dương. Nếu mà như chuyện em tả với cả anh Văn từ đầu đến giờ ấy, không cẩn thận nó thành liệt dương ấy. Bởi vì tình trạng đấy khá là nặng. Có khi cả tháng ấy, nó chẳng đi múc ngoài ngoài gì cả. Tức là em không thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục. Vợ thì vậy thì nhu cầu đòi hỏi cao, mình không đáp ứng được, với em mình sợ như em ra ngoài nó lại nằng nhằng. Ừ, đúng rồi, chuyện đấy mình cũng không thể trách được người ta mà. Cái nhu cầu nó là cái nhu cầu rất là sinh lý, rất là bình thường. Thế quan trọng nhất là mình phải đi khám mà, nhá. Bây giờ đi khám đâu bác sĩ nhỉ? Bây giờ em phải xuống Hà Nội. Nhá, bố trí thời gian này, xin nghỉ phép đi. Bố trí thời gian, tiền. Xong em xuống đây, em đến bệnh viện Việt Đức. Khoa Nam học bệnh viện Việt Đức. Hoặc em đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nhá. Vâng, nói chung là đi khám thì không sao, tiền nong thì không thành vấn đề. Tiền nong không thành vấn đề, nhưng có nhiều thứ nó cũng là vấn đề. Và mình phải bố trí thời gian để mình đi khám. Khám khá là kỹ, không phải chỉ cơ quan sinh dục mà em phải khám toàn thân. Bởi vì là cái cương dương của dương vật ý, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố liên quan. Trong đấy thì cái cơ quan chính là cơ quan sinh dục của mình. Nhưng mà có rất nhiều những cơ quan khác nó cũng ảnh hưởng tới cái cương dương đấy. Vì thế em chưa đi khám bao giờ thì em phải bố trí thời gian. Chị, tại sao chị cứ nói thời gian? Bởi vì có thể em phải đi 1, 2, 3 ngày để em khám tổng thể xem là nó trục trặc nó ở cái khâu nào. Và người ta sẽ tìm nguyên nhân và từ đấy mới có thể xử lý được cho em. Một khuyến cáo chị muốn gửi tới em là các cái thuốc điều trị của Nam học ý, nó tương đối là đắt tiền. Và điều trị nó trong thời gian nó cũng khá là dài. Cái tiến triển của nó rất là chậm, chứ không phải là mình điều trị hôm nay mà ngày mai nó cương lên được đâu. Vì mất thời gian chị nhỉ? Nó rất mất thời gian đã đành rồi. Và mình phải rất là kiên trì, phối hợp thật là tốt với bác sĩ, tái khám đúng với quy định. Thì hy vọng là của em sẽ được cải thiện, bởi vì em vẫn rất là còn trẻ. Thực ra cái tuổi của em bây giờ nó đang là thời kỳ rất là khá là sung sức của hoạt động tình dục ấy. Thế mà mình đã gặp cái tình trạng như vậy thì mình cần phải tìm nguyên nhân xem là vì sao nó bị như thế nhá. Thế và nếu có điều kiện thì cả hai vợ chồng cùng đi khám, để vợ cũng biết là mình, cái tình trạng bệnh của mình nó như thế, để phối hợp phối hợp cùng với cả bác sĩ điều trị tốt cho mình cả về mặt tâm lý cũng như là về mặt thể chất, chứ không có là vợ lại. Bác sĩ ơi, em muốn hỏi nhỏ một câu này. Nên em chỉ cái đấy rất muốn, nhưng bây giờ mình cái đấy không làm được, chúng ta toàn bắt em quan hệ bằng miệng thôi. Thôi thì miệng. Thì mình cố gắng thôi. Không dùng được cái này thì lại dùng cái khác. Vâng. Mà nếu mà còn cái khác không đáp ứng được nữa thì thôi giải tán đi cho nhanh. Đôi khi phải chiều. Đúng rồi. Nói thế thôi, em phải đi khám đi nhá. Đừng để nó, đừng trì hoãn vì bất kỳ lý do gì, bởi vì đấy là một cái phần rất là quan trọng trong cái sức khỏe của em. Và cố gắng dành thời gian. Xin nghỉ đâu, 1-2 ngày em xuống Hà Nội. Rồi, cố gắng dành thời gian để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình. Nghe em nói đứa lớn là làm với Hà Nội bác sĩ à. Rồi, không phải khoe. Vâng. Nhá. Vâng. Rồi, xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Nguyên. Alo. Tôi đang nghe bạn nói đi, câu hỏi của bạn là gì? Em chào anh Thành Văn ạ. Chào bạn. Em có hai câu hỏi này muốn hỏi chương trình xem. Nói to lên. Vâng, em bởi em có hai câu hỏi này em muốn hỏi chương trình. Trình bày đi. Chương trình giúp đỡ được. Câu hỏi thứ nhất là em hay vợ chồng em ấy là kết hôn năm nay là năm thứ 8 rồi. Là đi khám ở các bệnh viện lớn ở dưới Hà Nội rồi thì người ta kết luận là bình thường. Cả hai vợ chồng đều bình thường hết, nhưng mà lại không
không có con được ấy. Thế à? Đấy là câu hỏi thứ nhất, cho nên là bây giờ câu hỏi thứ hai thì em muốn hỏi chương trình là em vừa rồi vợ chồng em trục trặc, vợ em nó đi hôm ấy là đi sinh nhật nó về muộn quá, bố em bắt được là có ai đưa về đến đầu ngõ thì là bố em mắng, thế là bây giờ cô ấy bỏ đi rồi, em thì em cũng khuyên về nhưng mà cô ta không về nữa, thì em muốn hỏi là chương trình là bây giờ cho em tư vấn là có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không, hay là để cho cô ta đi. Cô ta bỏ đi bao lâu nay rồi? Năm nay là tháng này là gần tháng 2 tháng rồi. 2 tháng vợ bỏ đi mà không biết đường mà tìm về à? Em thì lại là em biết, nhưng mà em ra tận chỗ trọ rồi, em bảo về nhưng mà cô ta không về. Cô ta trọ với ai ở ngoài xóm trọ? Một mình ạ. Thế à? Có nửa đêm có đến ngồi cửa phòng trọ thuyết phục vợ không? Em thì em không, tại vì em thì công việc của em thì nó ít được về lắm. Rồi, thế một tuần có đến với vợ một ngày không? Hay em kể. Thì bây giờ hiện tại bây giờ thì là em nào về em mời cô đi ăn thì cô vẫn đi ăn, mà thỉnh thoảng cô vẫn điện cho em. Ừ. Và tức là vẫn giữ mối quan hệ tối thiểu ở mức độ bình thường như người quen bình thường thôi đúng không? Vâng ạ. Cái chuyện vợ thì còn 2 tháng bỏ nhà ra đi cũng còn chưa thuyết phục được, thì cái chuyện mà 8 năm lấy nhau không có con thì chắc là phải có vợ ở về thì mới bay ra mới tìm cách để chữa chị được đúng không? Thì em muốn hỏi là tư vấn là nó do nguyên nhân gì mà hai vợ chồng em đi khám bình thường mà rồi bây giờ cái nguyên nhân đầu tiên là lôi vợ về thì may ra thì có con hay không thì là tính sau nhỉ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi chào em. Vâng. Em quên không biết là bao tuổi ấy nhỉ? Năm nay là 37 tuổi ạ. À 37, vợ bao nhiêu? Vợ em cũng 37 ạ. Thế xong rồi em thì đi làm gì? Em bộ đội ạ. À ừ, chứ không phải là dễ thích đến lúc nào đến được đúng không? Mình cứ phải trong doanh trại, mình có là sĩ quan hay là bộ đội chuyên nghiệp bình thường? Em là sĩ quan ạ. Ồ thôi cái sĩ quan tốt, các sếp cũng sẽ tạo điều kiện. À, thế xong rồi vợ mình thì đi làm gì? Vợ em thì kế toán ở hiệu thuốc thú y tư nhân này. À, thế xong rồi bây giờ cô thuê nhà, cô ấy ở một mình đấy là ở gần chỗ hiệu thuốc hay ở gần chỗ quê ngoại hay là gần chỗ nhà mình? Ở gần nhà. Ra đây ở riêng luôn đúng không? Vâng ạ. Trước là hai vợ chồng ở với bố mẹ chồng? Không, em ở riêng rồi ạ. Trước là hai vợ chồng ở riêng. Vâng. Thế xong rồi mình thì đi ở doanh trại bộ đội lâu lâu mới về. Vâng ạ. Thế xong rồi cô thì đi chơi buổi tối, thế là bố chồng tức là bố đẻ của mình ấy phát hiện được. Vâng, vâng. Nói này tại nói nọ. Anh ạ, anh cho em xin cắt lời anh ạ, tại vì em thì vợ em nó bảo là ở nhà một mình chán hay là cho đi đánh cầu lông thì em cho đi đánh cầu lông, nhưng mà tới gần đây em phát hiện là đi cứ giao lưu hơn uống rượu bia về 9-10 giờ, em không thích, em khuyên bảo rồi, nhưng mà hôm đấy thì nó lại là bảo là đi sinh nhật về muộn, lại bố chồng rồi, hiểu rồi. Ai đưa về thì tất cả nó ở cái việc thế này này. Bình thường một đôi vợ chồng lấy nhau một thời gian ngắn thôi, một năm là nó, một năm hai năm là có đứa con, lấy nhau 8 năm rồi không có con, đưa nhau đi hết viện nọ viện kia kiểm tra rồi nó sẽ bị tác động từ ở ngoại cảnh. Bình thường thì 37 rồi, phụ nữ chẳng sinh chẳng đẻ chẳng con chẳng cái, có ông chồng thì đi tít mít lâu lâu mới về, đành rằng là vì dân vì nước, nhưng mà ngẫm lại thấy nó buồn thì chả đi đánh cầu lông, chả đi bóng đá, chả đi nhậu với bạn bè, thì chẳng nhẽ cứ ngồi ở nhà mà chơi à? Cho nên nhà mình là cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, cô ấy không hư hỏng gì cả, nhưng mà chán. Thế chính ra thế này này, mới được độ 2 năm vợ chồng đi kiểm tra, bác sĩ bảo rằng là bình thường, nhưng mà bình thường mà sao nó không có con, người ta phải giải thích. Rồi người ta nói rằng tất nhiên muốn có thì vợ chồng phải ăn nằm với nhau thường xuyên. Có khi mình bộ đội, cái lúc mình về thì cô lại trả rụng trứng, cái lúc cô rụng trứng thì mình đi mất rồi. Tháng người ta rụng có một quả, chứ người ta có rụng ào ạt như là bưởi là cam đâu, đúng không? Thế cho nên là mình phải xem xét lại, bác sĩ sẽ tư vấn cho là khi nào mà vợ sẽ theo dõi bản thân mình, biết là ngày mai rụng trứng thì hôm nay gọi điện vợ, anh ơi mai em rụng. Thế thì tối hôm nay xin phép các sếp bảo là nhà em mai rụng rồi cho em về, phép lấy 2 ngày. Mình phải đi tắt đón đầu. Không, nói thật đây là vấn đề khoa học mà. Không, cái vấn đề là
bảo là ngày dụng chứng của vợ em thì em về thường xuyên rồi. Thôi đây đây đang nói là lý do là vì để đến tận 8 năm mà chả con cái gì, một người phụ nữ 37, 38 rồi, nhìn thấy người ta thì tay bồng tay bế, nếu không thì cũng có vợ nọ chồng kia, mình thì chồng một nơi vợ một nẻo, con không có, người ta cũng sẽ cô đơn buồn lòng. Nhưng người khác ở cơ quan bắt đầu bảo công nhận chị kiên trì, chứ như em thế thì em bỏ lâu rồi, hay là chị thế chị không định làm gì à. Thế thì ở đây là chính hai vợ chồng không thấy có cái sốt sáng lắm trong cái việc mà kiếm tìm giải pháp. Người ta chả được sinh được bình thường thì người ta sinh hỗ trợ, chả thụ thai được ở bên trong thì thụ thai ở ngoài, rồi người ta sẽ đưa vào trong cho mẹ mang thai. Bởi vì nó không phải là cứ có con thì hạnh phúc, nhưng mà có đứa con nó là cái sợi dây gắn kết, nó buộc lòng người ta có trách nhiệm với nhau hơn. Mỗi khi người ta làm gì chẳng nữa người ta nghĩ đến đứa con. Bây giờ ví dụ như mẹ, người mẹ đi làm nhanh 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 về còn đón con, nhanh không về con chờ, con người ta nó có ý thức trách nhiệm hơn. Còn bây giờ về về nhà mà chán, chồng không có, con thì không, thì chắc chắn là phải nghĩ đến niềm vui. Mà càng nhiều hội nhóm càng lắm niềm vui thì cái cơ hội mà va đập với người này, tương tác với người kia, nó sẽ nảy sinh chuyện này chuyện khác. Việc bây giờ của mình là thế này, lỗi ở đây là lỗi của hoàn cảnh. Thứ hai là bây giờ cô ấy xin ra ngoài, cô ấy ở như thế, mình xin phép về lấy vài ngày đi. Vào cứ vì cô ấy ở nhà thì ở, mà cô ấy ở trọ trong nước, vợ mình cơ mà, cứ lăn ra đấy mà ở, tối nay ở đây, anh ngồi dậy lấy anh nói chuyện đi. Túm lại thì bây giờ em mong muốn điều gì? Anh nghĩ là tới đây là chúng ta hơi muộn rồi, nhưng mà khẩn trương khẩn cấp để đi tư vấn xem cái việc là có mang thai sinh con được không. Nếu không mang thai sinh con thì chúng ta chỉ có giải pháp gì? Em có nhất trí rằng là chúng ta nuôi con nuôi hay không? Có nhất trí là làm cái việc này việc nọ việc kia hay không? Thế để cho cô được nói hết cái nỗi lòng cô ấy. Em chán lắm, em buồn lắm, bởi vì bằng tuổi em người ta thế này thế khác, đã thế lại còn trên đe dưới búa, đã thế lại chồng thì đi ở xa nhà, lại có bố chồng này cứ giám sát người này người khác mách mọi kia. Hoặc là cô biết đâu cô nói là em chán lắm rồi, bây giờ chả muốn gì, chỉ muốn giải tán. Thì mình cũng phải nắm được cái nỗi nào lòng của người ta, từ cái nỗi lòng ấy rồi mình sẽ tìm cái cách gọi là giải pháp khắc phục. Không cần thiết bắt cô về đâu, ở đâu cũng được. Nhiều đôi vợ chồng có hai đứa con vẫn ở nhà thuê ở thành phố nhưng mà vẫn hạnh phúc như thường. Chồng thì đi bán kem dạo mà vợ thì đi đồng nát, nhưng tối về vẫn xì xụp, vẫn nấu ăn, hai đứa con vẫn đi nhà trẻ. Cho nên là ở đâu không quan trọng nhá. Mà chuyện của mình là phải làm sớm, không muộn, không để lâu được đâu. Người phụ nữ 37, 38 rồi, quay đi quay lại là nó nhỡ tuổi sinh đẻ của người ta ấy nhá. Không, em cũng can thiệp hết rồi mà vẫn không được. Can thiệp hết cái gì, bác sĩ đã nói đến cùng đâu. Đã nói rằng là thế thì của em cũng bình thường, nghĩa là chất lượng, số lượng tinh trùng tốt, đầy đủ, trứng cô vẫn dùng. Thì người ta hỗ trợ cho là nhặt cái nọ bỏ vào cái kia để mà nó thụ thai. Không, em cũng làm IVF rồi ạ. Xong không có kết quả à? Vâng ạ. Thế xong rồi làm sao? Thì nó không vào không ở. Thế xong rồi có bàn rồi giải pháp rồi đấy. Mình cũng hết sức thế này thôi, hay là vì tình yêu lớn chúng ta không con cũng được. Có nói gì đến một bước đường tiếp theo nữa không? Em cũng khuyên vợ em bảo là thôi bây giờ vợ chồng mình ở 8 năm rồi, cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng mà còn ở thì còn cấy. Nhưng mà bây giờ nó, sự việc nó xảy ra như thế, bây giờ cô lại đi ra ngoài, em bảo về đi cấy tiếp. Thế mới về, không về đi cấy tiếp mà về lắng nghe. Biết đâu cô cũng muốn giải thể rồi. Nếu mà nó mệt mỏi quá mà mình thấy không níu lại được thì biết đâu đã có những đôi vợ chồng nhá, lấy nhau 5, 7, 10 năm, hai người không có con, nhưng lúc ly hôn xong, anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng, năm sau cả hai đều có tin vui. Mà các cụ thì cứ giải thích bằng là hỏi anh tư vấn em là có nên tiếp tục không hay là thế mới bảo rằng phải về lắng nghe, nói về đi đã, chứ còn bây giờ anh bảo là đừng thì ngộ nhỡ oan quá. Mà anh bảo cứ cố đi thì ngộ nhỡ nó sắp đứt đến nơi, mà anh bảo cố thì nó mệt. 8 năm rồi cũng là đủ để thử thách rồi đấy. Ngồi lại với nhau lần nữa đi, xem là có đồng hành tiếp không. Nếu bí quá mà thấy rằng cả đôi bên ngán ngẩm rồi, mà chúng ta đều là người khỏe mạnh, chứ chỉ vì không có con bây giờ nhà nó trả ra, nhà nó nát như thế này. Thế thì đã có những trường hợp mà ly hôn là một sự giải thoát cho cả hai nhá. Biết đâu mình lại có trời lại cho một cái cơ hội mới, một cái trang mới. Cô là cũng có được cái hạnh phúc mới, mình thì cũng nọ kia, nhưng mà phải ngồi lại với nhau. Rồi, anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ với bạn rằng nên dành thời gian vài ba ngày nghỉ phép gì đó. Đối với môi trường quân đội thì bạn xin nghỉ phép
để về trao đổi trực tiếp với vợ mình để xem cô ta muốn gì và nhu cầu của ta đến đâu và cái khả năng đáp ứng của cả hai bên ra làm sao thì mới có phương án giải quyết được nhá. Vâng. Biết đâu thì cô ta cũng chán bạn lắm rồi. Chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay xin được kết thúc bởi cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Ninh Bình. Muốn hỏi chuyên gia với bác sĩ là em trước là thời thanh niên ấy thì hay, ý là giờ có thể người nó hay mệt mỏi ấy. Mà đi khám mãi thì nó chẳng rất ra cái gì, nó chỉ bị viêm dạ dày các thứ thôi. Vì đợt trước là cũng chưa lấy vợ, cũng hay thủ dâm ấy. Nhưng mà giờ lâu từ lấy vợ giờ là thôi rồi. Vâng. Mà nguyên nhân, ý nó không biết làm sao người cứ hay mệt mỏi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 44 ạ. 44 tuổi. Có con chưa? Có hai con này ạ. À thế à. Một lần con, một tuần quan hệ với vợ được mấy lần? Có tuần thì hai, có tuần thì một. Thế à. Thế sau, sau mỗi lần quan hệ như thế thì có mệt hơn không? So với bình thường mệt vừa không? Có lúc thì trời nó mát thì nó đỡ hơn. Không nào còn nóng ấy, thì nó mệt hơn. À. Tức là mỗi lần quan hệ với vợ là cũng vất vả lắm đúng không? Có khi không, đi có khi một tuần mới quan hệ nhưng mà ngày bình thường nó cũng hay mệt mỏi. Ngày thường thì ngày bình thường tức là bạn làm công việc gì nhỉ? À, đi làm cơ khí ạ. Cơ khí là cụ thể là cái gì? Làm máy tiện cái thứ đấy ạ. Đứng hay ngồi cả ngày? Đứng. Thế à? Rồi. Máy ạ. Đấy, mệt mỏi mà làm cơ khí, nhất lại làm máy tiện thì điều đầu tiên là cần phải đi khám ngay để xem chứ không rất dễ bị tai nạn lao động nhá. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Chị nghe em nói chuyện với anh Văn từ lúc nãy giờ chị chưa hiểu em muốn hỏi cái gì cơ. Em bị làm sao? Em nghĩ người đó hay mệt mỏi ấy. Ừ. Mà em trước thì em cũng chưa thời nhiên thì em hay thử dâm. Ừ. Cái kiểu mà như kiểu mình bị thời xưa là như kiểu nghiện ấy. Ừ. Mình muốn bỏ nhưng mà từ đợt lấy vợ rồi là hết thôi rồi. Lấy vợ bao nhiêu lâu rồi? 13 năm rồi ạ. Ừ, chuyện thời thanh niên nó lâu rồi mà. Và 13 năm nay từ lúc mình lấy vợ mình hoàn toàn bình thường. Mình còn có con nữa, đúng không? Vâng. Cái này nguyên nhân này nó không phải do em thủ dâm từ hồi xưa. Vâng. Nếu như mà nguyên nhân mà do em đang nghĩ là chắc là ngày xưa em thủ dâm nhiều quá nên bây giờ em bị mệt đúng không? Chị thì chị không nghĩ đến như vậy bởi vì cái hậu quả mà do nghiện thủ dâm ý, thường nó sẽ liên tục. Nó có thể là những năm tiếp theo đấy hoặc là liên tục trong thời gian dài. Chứ còn bây giờ đã hơn một chục năm nay rồi và em không thủ dâm nữa. Em có cái đời sống tình dục bình thường thì là ổn rồi mà. Ừ. Có lẽ là em, chị thấy em nói nó cũng chẳng ra hơi nữa ấy. Em đi khám người nó yếu. Ừ, em bao nhiêu cân? 55 cân. Em cao 1m bao nhiêu? 1m65. Ừ, em đi khám là em đi khám ở đâu vậy và khám những cái gì? Khám dạ dày với những cái xét nghiệm ở Ninh Bình các thứ bình thường, máu các thứ bình thường, mỗi bị hay bị ốm vặt thì uống thuốc tây nhiều. Thế à? Ừ, uống thuốc tây là lý do vì sao? Ý là đau dạ dày rồi đau mỏi người rồi là chỗ nọ chỗ kia ấy. Bệnh của em có cảm giác như là ma làm ấy, người. Vâng, bệnh tâm rồi. Lý là cứ nhiều. Gần như lúc nào cũng thuốc ấy. Ừ, em chẳng có một cái bệnh gì cụ thể. Chị nghĩ rằng là có lẽ là em phải, cái nghề nghiệp của em như là em trao đổi với anh Văn, nó cũng có thể là một cái yếu tố nó ảnh hưởng tới sức khỏe của em ấy. Tuy nhiên thì chị nghe em chẳng ra một cái bệnh gì cụ thể. Cái sức đề kháng của mình nó cũng rất là kém. Cho nên mình rất là chắc là hay mắc những cái nhiễm trùng cơ hội hoặc là những cái bệnh nhiễm khuẩn thông thường hoặc là virus các thứ, là có khi người ta chưa bị mình đã bị rồi. Và mỗi lần bị như thế thì mình lại uống thuốc, cho nên là cái sức khỏe của mình nó có rất nhiều vấn đề. Em ở Ninh Bình cũng rất là tiện, có lẽ phải đi đến các cái bệnh viện lớn kiểm tra tổng thể lại xem là cái sức khỏe của mình nó có vấn đề gì nhá. Kiểm tra em bị nâu ấy là cái người mệt mỏi mười mấy năm rồi. Chị nghe kiểu có khi là cả
tiêu hóa thì đã bị rồi. Nếu mà em viêm dạ dày chẳng hạn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái dinh dưỡng của em, ảnh hưởng tới cái khả năng hấp thu thức ăn vân vân. Và khi mà mình bị các cái bệnh về tiêu hóa ấy, thì cái dinh dưỡng của mình nó không đảm bảo và nó cũng không đủ để cung cấp các cái chất cần thiết cho cơ thể của mình, và nó là một trong những cái nguyên nhân làm cho mình bị yếu. Mình cần phải kiểm tra cả hệ hô hấp rồi cả hệ tim mạch, là những cái biểu hiện mà chị thấy nó ở em ấy, nó không rõ nét của một cái gì, và mình cần phải đi tìm xem là vì sao mà mình bị như thế. Và muốn như thế thì em phải đến các cái bệnh viện chuyên khoa, người ta có rất nhiều những cái phương tiện để người ta chẩn đoán được cho em. Những cái phương tiện nó khá là hiện đại về mặt cận lâm sàng ấy, người ta kiểm tra tổng thể cho em mới có thể tìm hiểu được. Thực ra 55 cân thì thể trạng của em nó cũng không đến nỗi lắm. Thế nhưng mà có lẽ là cái tình trạng chung ấy, cái sức khỏe chung ấy, và nó chưa cụ thể ở một cái cơ quan nào. Chính vì thế cái điều trị của mình nó cũng không triệt để. Kể cả em có mắc bệnh về viêm dạ dày này, hay là trào ngược thực quản, trào ngược này, hay là viêm loét hành tá tràng vân vân, nó phải cụ thể ra là một cái bệnh gì đấy ở một cái cơ quan nào thì người ta mới điều trị cho mình triệt để được, và từ đó thì nó mới cải thiện được cái sức khỏe của mình. Chứ còn tình trạng chung chung như thế này mà em chỉ hỏi chị có 5-10 phút thì chị cũng không thể trả lời cho em được nó là cái gì nhá. Em cũng đi khám nhiều chỗ rồi. Nhưng rồi, thì tôi cho rằng là bạn nên đầu tư hình như là đâu 2-3 triệu gì đấy đến bệnh viện đăng ký cái gói khám tổng thể từ đầu tới chân để xem là mình là đang bị mắc bệnh gì. Còn nếu mà vẫn không tìm được ra bệnh mà người vẫn mệt thì nên vào khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai nhá, để xem mà mình có bị mắc bệnh tưởng không nhá. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bình Dương ạ. Dạ, chào anh. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Dạ, em hỏi, em lấy vợ được mười mấy năm rồi nhưng mà em mới đây phát hiện 2 năm nay em sao mà tự nhiên nó quan hệ nó ra nhanh lắm anh. Nhanh là nhanh thế nào hả bạn? Dạ, cho em gia đình em đi làm rẫy á, đôi khi làm về nhưng mà đôi khi cũng nó nhanh lên lắm, nhưng mà cái quan hệ nó nhanh ra lắm anh. Tôi muốn hỏi là nhanh là cái thời gian nó khoảng bao nhiêu giây ấy chứ? Dạ, có 2 phút. À, được 2 phút. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, 37 tuổi. Bao nhiêu? 37. 37 tuổi, thế là có mấy em bé rồi? Dạ, có một. À, có một con rồi. Và cái hiện tượng như bạn nói là quan hệ nhanh ấy thì là nó kéo dài bao lâu nay rồi? Dạ, 2 năm rồi. Công việc chính của bạn là gì vậy? Làm rẫy à. Có vất vả lắm không? Dạ, không. À, làm rẫy mà lại không vất vả, cho tôi làm rẫy với. vợ thì còn bao nhiêu tuổi? Vợ nay 35. Cậu 35, chồng 37 đúng không? Quan hệ mỗi lần là cứ 2 phút là xong xuôi đâu phải đấy rồi đúng không? Dạ. Yeah. Đã bao giờ đi khám đâu chưa? Chưa. Hỏi với họ giờ hỏi nhờ bác sĩ rồi. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé. Yeah. Tôi chào bạn. Chào chị. Bạn làm rẫy thì cứ sáng đi rẫy rồi là tối về ở nhà thôi hả? Chứ hay là ở trong rẫy? Dạ. Yeah. Yeah, đúng rồi. Ừ, tức là bạn buổi tối thì là mình ăn cơm rồi là mình ngủ ở nhà thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, thế và lần quan hệ tình dục nào nó cũng như thế à? Dạ đúng rồi chị. Ừ, vợ có phàn nàn gì không? Dạ, không gì. Ừ, vợ có làm dẫy cùng mình không? Dạ không gì. Ừ, chỉ có mỗi mình em đi làm thôi à? Dạ. Ừ, em đã bao giờ kiểm tra sức khỏe của mình chưa? Dạ, em chưa kiểm tra sức khỏe ra hết, mà ý là sức khỏe em vẫn còn tốt, mà thì nó được thì nó lên rất là nhanh, nên nó cũng ham muốn lắm rồi cho rồi quan hệ ra nhanh. Ừ. Thực ra là mình mới có 37 tuổi ấy, đáng lẽ bây giờ nó là độ tuổi rất là sung mãn, nghề nghiệp của mình thì cũng không quá là áp lực lắm đúng không,
đi làm dẫy thì cũng mình khỏe thì mình làm, mà mình yếu thì mình nghỉ. Thế và công việc thì cũng như là bạn nói với cả anh Thành Văn thì cũng không phải là vất vả lắm. Thế chị nghĩ có thể nó là vấn đề cũng trục trặc của hoạt động của cơ quan sinh dục thật nhé. Nếu mà như em mô tả. Bây giờ em ở Bình Dương thì em có thể đi khám rất là dễ mà. Em xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh ý. Ở đấy các cái bệnh viện lớn, các cái bệnh viện tuyến từ ví dụ như là kể cả Thủ Đức là bệnh viện tuyến thành tuyến thành phố đấy, hoặc là những cái bệnh viện tuyến trung ương nhiều thì đều có các cái khoa nam học hết. Và mình đi xuống khám, có điều là đi xuống khám thì không phải chỉ khám về nam khoa mà mình phải khám sức khỏe chung của mình để bác sĩ sẽ có chỉ định cho mình là khám ở những cái chuyên khoa nào cần thiết và phải làm những cái xét nghiệm gì, những cái cận lâm sàng gì để tìm xem nguyên nhân vì sao mà nó bị như vậy. Có điều là em lưu ý một chút là những cái bệnh lý của nam khoa ấy thường là nó điều trị nó cũng rất là lâu, chứ nó không phải là nó điều trị tác dụng nó không phải là ngay lập tức như là những cái bệnh khác. Và phải điều trị với thời gian tương đối dài, tái khám theo đúng hẹn của bác sĩ. Một phần nữa cũng cần phải lưu ý đó là thuốc của nam khoa cũng khá là tốn nhiều tiền ý. Đấy, thế nhưng mà thôi, vì gọi là mình dùng cái từ gọi là vì tương lai lâu dài cho nên mình vẫn phải đầu tư. Thì em cố gắng bố trí sắp xếp thời gian cũng như là kinh phí để mình xuống thành phố mình khám nhé. Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi, chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nha. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, Hà Nam đâu ạ? Đây ạ. Chào chị ạ. Vâng ạ, chào các anh, chào các... trong biên tập ạ. Dạ vâng. Không biết là chị đang băn khoăn điều gì ạ? Tôi đang băn khoăn là điều cái là con tôi là cháu nó đẻ năm 97. Vâng. Mà tôi đẻ ra giờ tôi nuôi nó đến bây giờ cháu nó lại coi đến bây giờ nó mới thú thực là mới tôi là nó bảo rằng là con chỉ thích con trai, nó là đồng tính. Thì tôi xin coi như là lời khuyên của trên ban biên tập xem là bác sĩ xem là giải thích tôi để xem nó như thế nào ạ. Rồi, thì xin lỗi chị, năm nay chị bao nhiêu tuổi đấy ạ? Thôi năm nay tôi 64 ạ. À, 64 tuổi, thế là có đông con nhiều cháu chưa? Tôi 6 đứa cháu ngoại và 2 đứa cháu nội rồi ạ. À, thế là cậu là cậu út à? Vâng, cậu này là cậu út, đến năm 97. Còn cậu 95 thì lấy vợ cháu được 2 đứa con rồi, một trai một gái rồi. Vâng, 97 thì tức là chị cũng khoảng 40 tuổi mới sinh cậu út này đúng không? Tôi 38. Vâng. Và bây giờ thì cậu ý là sinh năm 97, tức là 26, 27 tuổi gì đó, đúng không? Vâng. Thú nhận với mẹ à? Hay là thú nhận với anh chị em? Thú nhận, nó thú nhận với tôi ạ. Dạ vâng. Chắc là mẹ dục lấy vợ à? Hay là thế nào? Hay không thấy, hay không thấy có người yêu? Nó là lấy vợ. Ừ. Thế bây giờ này là nó mới thú thực. Rồi, thế là cậu ý đang ở Hà Nam hay là đi thoát ly? Giờ cháu nó đang ở Hà Nội, nó đang làm ở Hà Nội. Rồi. Thế là có chị có biết cuộc sống của cậu ấy ở ngoài Hà Nội như thế nào không? Hà Nội thì nó làm là nó bảo rằng là nó làm là bên giới thiệu bên việc làm, nhưng mà nó lại ấy mới lại cái thằng ở Hưng Yên. Hưng Yên thì thằng đấy là năm là đẻ năm 91. Đấy thì nó cũng đưa thằng đấy về đây tôi mấy lần rồi. Đấy thì mà tôi cũng nghi nghi. Thế nhưng mà đến về sau thì là nó mới thú thật. Thì nó bảo là nó không lấy vợ thì là con là lấy vợ áp lực lắm thì mẹ đừng bảo con lấy vợ. Thì là đến thì là nó mới thú thực với tôi. À, tức là thú thực và cũng dẫn người yêu về ra mắt mẹ rồi đúng không? Vâng. Người yêu sinh năm 91, còn cậu ấy sinh năm 97, 98 gì vâng. Đấy. Vâng. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ lý giải tất cả những băn khoăn mà chị đang gặp phải nhé. Xin mời vâng chuyên gia tấm lập Đinh Đoàn ạ. Thì em chào anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, vâng, xin chào chị. Mình có buồn không? Nói chung thật em cũng buồn lắm chứ ạ. Rồi. Thế xin lỗi hỏi là thế bố cháu thế nào? Ông nhà tôi thì ông ấy kém tôi 2 tuổi, ông vẫn khỏe, ông vẫn đang đi làm bình thường đấy. Ông nói ông có hiền lành và dễ tính. Ông vẫn đi làm bình thường. Biết ông khỏe rồi, ông trẻ, đẹp trai rồi, nhưng mà ông ấy có hiền lành, ông ấy có nóng tính lành không? Cháu nó liệu là mình mà nó chia sẻ với mẹ, thật ra nó mong muốn là thông qua mẹ nói đến tai bố đấy. Các cháu đang công khai dần đấy. Vâng.
Vâng ạ. Bởi vì nói thật ra như bảo là cháu nó độ 14, 15 thì tôi sẽ khuyên rằng thôi chị ơi bình tĩnh này, rồi chờ đợi này, rồi có thể là cháu nó đang trông chênh này, nó đang chưa biết nó là ai này, nó nhầm lẫn giới tính vân vân. Nhưng cháu nó 27 tuổi rồi, nó cũng ra ngoài xã hội rồi, nó cũng làm đây làm đó, tất cả những thông tin gì mà về mặt xu hướng tình dục nam rồi vân vân các thứ là cháu nó biết hết, tôi tin là nếp. Và các cháu nó đã, nó không phải là cái trò nghịch ngợm nữa, mà nó đã có ý thức là đưa dần bạn trai về nhà, rồi cũng có thổ lộ này khác, thì nghĩa là cháu nó đã thực sự là một người đồng tính. Và nó có bạn trai của nó rồi. Bây giờ mình lo mình cũng không làm gì được đâu mà. Thôi mình cứ gọi tạm gọi là đây ông trời ông sinh ra thế. Chả có một thằng con trai nào nó lại muốn rằng, cái nào nó muốn là lấy vợ về cho mẹ để mẹ có dâu hiền, để rồi mẹ có cháu nội bế, chứ không có một người con trai nào lại muốn rằng về đưa một thằng đàn ông về bảo mẹ ơi đây là, không biết gọi là gì, vợ con hay chồng con thì cũng không khó gọi đúng không ạ, thì gọi là bạn của con. Thế cho mình cứ xác định là đôi khi ông trời ông ấy cứ trao cho ai một cái số phận thế nào thì mình cũng phải nhận vậy thôi. Nó có tới vài phần trăm là những người đồng tính, tức là đấy, ví dụ như con nhà mình đấy, con trai lại thích yêu con trai, hay là kể cả con gái cũng sẽ yêu con gái vân vân. Trước đây thì thông tin xã hội nó không được cởi mở, những người bình thường như chúng ta, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa vùng nông thôn, thiếu thông tin thì nghĩ là cái chuyện đấy là chuyện lối sống đổi bại rồi mất dạy rồi hư đốn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nếu để ý thấy, vừa mấy hôm qua hôm kia thôi, không biết là chị có sử dụng mạng xã hội không, ở trên Thái Nguyên hay là Yên Bái, có một đôi bạn nam cưới nhau trước sự chứng kiến của hai bên bốn họ. Và các bạn ấy mặc quần áo đều là com lê cà vạt như nhau, rất là đẹp trai. Nói chung là nhiều cô gái đứng ở ngoài tiếc thẹt, gọi là thầm tiếc, nhưng không biết thế nào được, các bạn ấy thương nhau yêu nhau. Việc của chị bây giờ là thế này này, chị nói với con rằng là chắc là mẹ chẳng làm gì để cho con, đây cũng chẳng phải là bệnh có đưa đi bác sĩ mà bác sĩ ở thiên đình chắc cũng không chữa được đâu, thôi thì con thấy như thế nào thì con sống, có điều để cho bố lựa, mẹ lựa lời, mẹ nói dần với bố, mình cũng không cần phải công khai khắp cả làng nhà mình làm gì, những người thân yêu hiểu và thương và chấp nhận cháu, còn thì chuyện đến đâu tính đến đó. Bây giờ thì biết rằng nó đang thương một cái bạn trai ở sinh năm 91 ở Hưng Yên, nhưng mà rồi cũng chả ai dám chắc được cái đôi ấy sẽ đi với nhau được dài lâu. Một đôi nam nữ yêu nhau mà còn không ai dám chắc đến bao giờ mà chúng nó bảo là chúng nó cưới nhau ấy, mà như thế còn chưa dám chắc cơ ạ. Thôi thì cứ nước đến đâu thì ta tính đến đấy. Không thể quá lo lắng gì đâu. Mình cũng có 6 cháu ngoại, 2 cháu nội rồi. Mình cũng mong muốn là thôi có thêm thằng út này, lo vợ cho nó xong để mình cảm thấy trọn vẹn, gọi là cái nghĩa vụ của một người làm cha làm mẹ, đúng không? Lo cho con. Nhưng mà nó không thì làm sao được. Đấy. Chị nói thật sự anh là em thì em cũng khuyên cháu, thì em cũng bảo là thì con ơi con xác định cho nó kỹ đi. Nhưng mà nó bảo là mẹ ơi coi như là còn kỹ lắm rồi. Cái thằng ở ngoài Hưng Yên là con đồn ầm nàng lên rồi, chỉ còn ở đây thì em không dám nói với ai. Các con cái nhất là em chưa dám nói với ai. Thật sự mẹ anh ở như thế luôn. Rồi cũng sẽ nói, bởi vì cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng ra, có điều rằng là nó cái gì cũng thế, nó cứ từ từ thì nó sẽ rồi khoai sẽ nhừ nhá. Người ta cứ đồn, người ta có thể cười rằng ôi con trai nhà bà đấy bây giờ nó đưa bạn trai về, hình như hai đứa sắp cưới, xong người ta có thể cười gì đó đi. Người ta cười một tuần một tháng chứ rồi ai cũng có phải có công việc của người ta cười đâu mãi được. Cơ bản nhất là bố mẹ không chửi không bới, không cho rằng đây là bệnh hoạn bệnh tật, hay là tìm cách chia rẽ các cháu, đấy đã là tốt lắm rồi. Mình đồng hành cùng với con thôi, bởi vì mình cũng thương nó, vì nó không muốn thế nhé. Đây là ông trời trao cho nó một cái duyên như vậy, đúng không ạ? Là đấy là nó sinh ra mà như thế à anh? Đúng rồi, không có ai là bà mụ mà trong lúc mà nặn ấy nặn nhầm, chắc là vừa nặn trẻ con thì vừa buôn chuyện, thành ra nhầm lẫn chút xíu dẫn ra nó như vậy. Kiểu có điều đấy lúc nó lớn lên nó trưởng thành thì nó mới nhận ra, chứ còn trong mầm mống của nó
đồng tính là một thứ trời sinh ra. Vâng. Rồi. Thì em cứ nghĩ rằng là như nào, em muốn là em cũng buồn lắm, em cũng khóc đấy anh ạ. Không khóc, khóc không giải quyết vấn đề gì. Còn tôi nói thật thế này, nếu một lúc nào đó chị và cả anh xã nữa mà cần một cái lời tư vấn chia sẻ nó thật sự sâu hơn, rồi bàn với cháu về cái cách mà chúng ta có thể chấp nhận cháu hay là hỗ trợ đồng hành với cháu, thì cứ liên lạc với cái số điện thoại mà các anh các chị đã, và tôi sẽ có một cuộc hẹn tư vấn riêng với gia đình nhà mình nhá. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Minh Đoàn. Vâng, thì tôi chào anh các chị cho dạ vâng, xin chào chị nhé. Chúc chị có một sức khỏe thật tốt ạ. Vâng. Dạ vâng. Qua câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vấn đề đồng tính luyến ái giờ thì cũng được cởi mở hơn, đúng không anh Đinh Đoàn? Chứ không phải bó hẹp như ngày xưa và giấu giếm nữa. Và thậm chí là cái chuyện mà con cái chia sẻ với bố mẹ cũng rất là bình thường. Trước đây chúng ta đã có một thời nói rằng là chỉ có ở trong miền Nam. Vâng. Cởi mở hơn, các bạn ngoài Bắc là thôi cứ vào trong Nam đi, ở trong cái lối sống thoáng hơn. Rồi chúng ta thấy ô á với chuyện là có một đôi bạn trẻ ở miền Tây làm đám cưới, và chúng ta nghĩ rằng đúng là chỉ có ở trong đấy người ta mới thoáng như thế. Vâng. Nhưng mà cho đến ngày gần đây thì chúng tôi thấy rằng là đấy, ở ngoài Bắc cũng có đám cưới đôi trai rồi đấy là những đôi mà đình đám đấy. Dạ, gọi vâng. Là trên mạng xã hội có quay phim chụp ảnh, chứ còn có những đôi mà thương nhau yêu nhau rồi lặng lẽ thuê nhà ở chung, hai bạn trai vẫn đi làm hai công ty. Vâng. Giàu lắm. Vâng. Thế xong rồi đi tennis cùng nhau, đi đánh golf cùng nhau, còn chúng các bạn ấy còn đi ô tô, tức là một cuộc sống thật sự sang chảnh, kiếm được tiền, và họ có một lối sống rất là khép kín thôi, bởi vì họ cũng chưa muốn công khai, cũng chưa muốn tổ chức một cái đám cưới rảnh rang làm đúng gì rồi, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Và cái điều đó là họ sống cho họ. Chính xác như thế, cho nên tôi vẫn cứ nói chỉ thật ra bây giờ cái người mà cứ lo lắng đau khổ nhất là các bậc phụ huynh thôi ạ. Dạ vâng. Chứ còn những người trong cuộc như là các bạn ấy thì các bạn ấy đều xác định biết mình là ai và vâng, sống hết sức bình thản với cái đó. Dạ vâng. Thế nhưng mà các bậc phụ huynh thì chỉ nhắc lại một điều rằng con cái chúng ta sinh ra không bạn nào bạn ấy muốn lại cứ giang giang dở dở như thế. Dạ vâng. Ai cũng muốn đầy đặn và có cuộc sống như là ba mẹ mong muốn hay bản thân mình mong muốn. Dạ vâng. Nhưng ông trời cho mỗi người một cái số phận mà mình không chọn được nữa, thì tốt nhất là hãy đồng hành, không vâng, giúp đỡ được thì cũng đừng có phá. Dạ vâng. Qua câu chuyện vừa rồi của bà mẹ thì có thể thấy rằng là bà cũng lo lắng và cũng kêu là đau khổ, cũng khóc nhiều đêm, nhưng cái cách thể hiện thì rõ ràng là có vẻ như là bà mẹ đang chấp nhận cái mối quan hệ đó. Tôi nghĩ rằng là người mẹ này tuy là 64 tuổi đúng không ạ, hay dạ 62, vâng, 64 và ông xã là 62, đều thuộc dạng người cao tuổi, từ tuổi tôi trở lên đấy. Vâng. Tư duy cũng đã bắt đầu cởi mở. Cháu nó nói thế mà không mắt tròn mắt dẹt lên, không có gào lên ối giời ơi, hoặc là dẫy thằng đi gọi loạn khắp làng là đến mà xem này, tôi sinh ra là con trai mà bây giờ nó lại người không ra người ngợm. Nhưng mà cái đấy chắc cũ lắm rồi. Dạ vâng. Bây giờ thôi cũng do truyền thông của chúng ta tốt, do dạ, mạng xã hội cũng cung cấp nhiều thông tin, mà bây giờ thì kể cả vùng sâu vùng xa cứ có cái điện thoại trong tay thì thông tin gì rồi nó cũng vào người cả. Dạ vâng. Thế cũng rất là vui về cái đó. Dạ vâng. Rõ ràng là nếu mà các bậc phụ huynh không chấp nhận, không cảm thấy nó phù hợp thì cũng không thể làm gì được khi mà các gì? Bạn đã trưởng thành rồi, đúng không chị Hoàng Thế Hải? Vâng ạ. Vâng, thực sự là nếu mà ở vai trò của người mẹ ạ, vâng, thì với một dưới đầu tiên là dưới góc nhìn của những người bình thường thì thật sự là sốc ạ. Thật sự là sốc, chứ mình không thể nói là mình không sốc được. Thế nhưng mà có điều là sau cái sốc đấy mình phải rất là bình tĩnh, mình nhìn nhận lại vấn đề, mình cố gắng tìm hiểu thêm các cái kiến thức về các cái nội dung mà con mình nó đang ở trong những cái trạng thái như vậy. Wow. Và quan trọng nhất là như anh Đoàn đã nói, mà một câu mà tôi rất là tâm đắc, đấy là mình đồng hành cùng với con. Thế và chia sẻ cùng với nó, bởi vì sao, nó hoàn toàn là những cái người, nó ra xã hội nó vẫn là những người bình thường, nó vẫn có công việc, nó vẫn có tình cảm, chỉ có mỗi một cái là cái cách quan hệ tình dục của nó khác so với cả những cái người khác thôi. Vì thế mà nó đã là một con người thì mình vẫn phải sống hoàn toàn như là một con người. Dạ. Lưu ý thêm một chút thôi ạ, đấy là gì ạ? Ở những cái đối tượng đồng tính thì cái cách quan hệ tình dục của họ nó sẽ hơi khác một chút
so với những bạn quan hệ nam nữ thông thường. Vì thế chúng ta ngoài những cái trau dồi về mặt sức khỏe, trau dồi về mặt tình cảm thì cũng cần tìm hiểu thêm một số các kiến thức về sức khỏe tình dục để chúng ta có thể có được những cách thể hiện tình cảm của mình một cách nó an toàn nhất và nó sẽ được thăng hoa nhất ạ. Dạ vâng. Nhiều người thì cho rằng cái mối quan hệ đồng tính luyến ái thì nó sẽ không bền chặt như là mối quan hệ dị tính. Nhưng anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ với bà mẹ đó là kể cả là nam và nữ lấy nhau thì cũng không biết là tương lai là có bền chặt mãi mãi hay không, đúng không? Đâm ra cái chuyện mà quan hệ mối quan hệ đồng tính có bền chặt hay không thì cũng lại do từng cá thể, mỗi đôi cụ thể, mình không có một cái kết luận chung là đã đồng tính thì sẽ không bền chặt. Đây những đôi còn trẻ mà mới 23 tuổi mà hai lần bỏ vợ rồi, cũng vài lần dọa đưa ra tòa đấy, thì ai dám nói là cứ dị tính thì bền vững đâu, đúng không ạ? Dạ vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia giám lập Linh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em có hai câu hỏi muốn gửi đến chương trình tư vấn cho em ạ. Rồi, bạn trình bày câu hỏi của mình đi. Dạ, là câu hỏi đầu là bé gái nghe em là nay được 8 tuổi 3 tháng mà hôm thiếu một tháng, 2 tháng nữa là được 8 tuổi thì em có cho bé đi bệnh viện Nhi Đồng 2 á, làm xét nghiệm các thứ thì bác sĩ có bé có đau một bên ngực thì em có cho đi Nhi Đồng 2 làm xét nghiệm thì bác sĩ chưa có chuẩn đoán là dậy thì sớm, bác sĩ có hẹn em là 3 tháng sau quay lại tái khám lại thì trong 3 tháng đấy em bận em chưa có cho bé đi lên tái khám được thì khoảng hơn 4 tháng thì em cho bé quay lại. Thì hôm đó em mới đi lên bệnh viện Nhi Đồng 2 vào buổi chiều, thì vào buổi chiều thì pha dậy thì sớm họ không có làm việc. Thì em mới cho bé qua bệnh viện Nhi Đồng 2, Nhi Đồng 1. Thì bên đó bác sĩ có tư vấn là bé dậy thì sớm, nhưng mà bác sĩ ở bên Nhi Đồng 1 lúc đấy là không có cho bé làm kết quả, không có cho bé xét nghiệm hay là chụp phim gì nữa, mà bác sĩ nói là bây giờ có chụp phim hay là xét nghiệm thì kết quả cũng vậy. Nên là em cũng muốn chương trình tư vấn cho em là trong thời gian bé như thế thì mình có, em cũng có tham khảo biết được là về sức khỏe của bé nó cũng không phát triển được bình thường như những bé dậy thì bình thường, với lại chiều cao của bé không có được phát triển như các bạn bình thường. Nên là em muốn hỏi chương trình tư vấn cho em là trong thời gian này ấy, thì mình bổ sung thêm những gì để đảm bảo sức khỏe cho bé, với lại nữa là để đảm bảo chiều cao của bé sau này á. Câu hỏi thứ hai ấy, là em muốn bác sĩ tư vấn cho em là em đặt vòng này cũng được khoảng gần 7 năm rồi mà nói chung là không có hiện tượng gì cả, nhưng mà em để lâu như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không ạ? Rồi, thế là bạn mới có một cô con gái này thôi đúng không? Dạ hai rồi, bé trai năm nay 16 tuổi rồi ạ. Bé gái. Thế là năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 39 tuổi ạ. 39 tuổi, đã có một cậu con trai 16 tuổi đúng không? Chắc dạ. Là cậu con trai thì cũng đã dậy thì rồi đúng không? Dạ. Bé trai thì mãi lớp 9 mới dậy thì ạ. Ừ, thế là bây giờ học lớp 10 à? Dạ vâng ạ. Ừ. Thế là cô con gái thứ hai nhà mình là 8 tuổi 2 tháng đúng không? Dạ dạ. Rồi, và lúc 7 tuổi 11 tháng thì thấy con là ngực sưng lên và thấy đau đúng không? Đúng rồi. Bạn đã đi khám cả Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2, và Nhi Đồng 1 thì kết luận rằng là con bị dậy thì sớm. Chắc là các cái biểu hiện của một đứa trẻ dậy thì sớm nó thể hiện rất rõ, đâm ra là bác sĩ không cần phải cho xét nghiệm cụ thể lại đúng không? Dạ. Ừ, thế là con năm nay 8 tuổi hơn rồi thì là cân nặng và chiều cao ra làm sao? Một chiều cao thì 1m35, cân nặng thì 30 cân. Ồ, thế là cô bé cũng không thấp lắm đúng không? Không thấp, dạ. Và cân nặng thì cũng không nhẹ cân đâu đúng không? Hoàn dạ. Toàn giống các bạn trong lớp. Năm nay con đang học lớp 3 đúng không? Dạ đúng rồi, bé học lớp 3 ạ. Rồi,
Thực ra thì nhiều khi 8 tuổi mấy tháng này cũng chưa phải kết luận là dậy thì sớm đúng không bác sĩ Hoàng Thế Hải? Và bây giờ thì chị Hoàng Thế Hải sẽ tâm sự với bạn về hai câu hỏi mà bạn vừa chia sẻ nhé. Mời chị Hoàng Thế Hải ạ. Vâng ạ, xin chào bạn ạ. Vâng. Dạ, em chào. Trước tiên là mẹ phải hết sức bình tĩnh. Mẹ quá lo lắng. Vâng. Dạ. Cho nên là mẹ để cho cái cảm giác lo lắng đấy nó chi phối rất là nhiều. Gọi điện cho chúng tôi mà còn cảm thấy không bình tĩnh lắm đúng không? Dạ. Con chưa có hành kinh đúng không? Dạ chưa. Đấy, chỉ khi nào mà con có hành kinh ở 8 tuổi ấy, thì hoặc là sớm hơn thì mới có thể xác định được là con bị dậy thì sớm nhá. Và bây giờ mẹ đã cho con đi rất là đúng hướng rồi. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì mẹ chỉ có thể đến nhi đồng 1 hoặc nhi đồng 2 để các bác sĩ người ta sẽ làm các cái xét nghiệm cho con. Và trong những trường hợp cần thiết, nếu thực sự xác định là con dậy thì sớm, ví dụ người ta cũng phải làm xét nghiệm nội tiết cho con, người ta đo mật độ xương cho con, người ta đo nhiều những cái chức năng khác nữa. Nếu như con có dấu hiệu dậy thì sớm cần phải điều trị thì lúc đấy người ta mới cho con điều trị. Nhá. Mẹ cứ hoàn toàn yên tâm, cứ cho con tái khám. Có một điều là cố gắng tái khám cho con ở những cái giai đoạn như thế này. Nó đang chênh vênh giữa dậy thì sớm và dậy thì bình thường. Tức là 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi thì bác sĩ hẹn như thế nào thì mẹ cố gắng cho con đi như thế để người ta kiểm tra cho con và người ta sẽ quyết định là có điều trị cho con hay không. Nhá. Dạ, dạ, nếu dạ, như... Em cắt lời bác tí ạ, tại vì bữa hôm em có lên nhi đồng 1 ấy, bác sĩ không có hẹn em ngày tái khám lại, nhưng mà bác sĩ có cho em một lọ canxi nước về cho bé uống thôi. Bác sĩ sẽ căn cứ trên thực trạng của con như thế nào, người ta sẽ khám cho con như thế, người ta sẽ điều trị cho con như thế. Mình đang khám ở nhi đồng 2 thì sẽ quay trở lại nhi đồng 2, bởi vì nhi đồng 2 sẽ là nơi mà làm các cái xét nghiệm cho con. Quan trọng nhất, cái này chỉ có xác định bằng xét nghiệm thôi. Chứ còn nhìn hình thức bên ngoài thì những cái dấu hiệu của cơ thể trừ cái hành kinh thì là mới xác định chẩn đoán rõ thôi, chứ còn những cái dấu hiệu khác nó không thể rõ ràng được đâu nhá. Vì thế là mẹ cố gắng cho con đi ở đâu thì điều trị theo như ở đấy. Thứ hai là mẹ rất quan tâm tới cái việc là cho con ăn cái gì để mà chậm lại nếu như thực sự con bị dậy thì sớm đúng không? Một đứa trẻ 8 tuổi hiện nay thì nó đang rất cần phải có những cái dinh dưỡng để mà nó phát triển theo đúng cái lứa tuổi của nó và theo đúng cái nhu cầu của nó nhá. Vì thế là mình cũng không nên quá là lo lắng mà mình chặn hết tất cả các cái nguồn dinh dưỡng của con. Tuy nhiên mình cố gắng cũng không nên sử dụng nhiều những cái sản phẩm mà nó có nhiều cái can thiệp nhiều, tác động nhiều tới cái sự tăng trưởng. Ví dụ như là tôi nói ví dụ sữa chẳng hạn. Sữa thì mình có thể cho con uống vừa phải thôi, chứ mình không thể uống nhiều như là thằng anh nó, ví dụ thế. Mình cho con dùng những cái sản phẩm sữa nào thì mẹ nó lên cân nhắc khi mà xem cái thành phần dinh dưỡng nó quá nhiều đạm hoặc là nó quá nhiều những cái thành phần mà nó về tăng trưởng kích thích thì mình nên hạn chế lại nhá, để đảm bảo cho sự phát triển của con. Còn chế độ dinh dưỡng của nó hoàn toàn có thể bình thường mà, chứ không có gì mình quá phải lo lắng đâu. Đừng dùng nhiều những cái thực phẩm chức năng, đừng dùng nhiều những cái loại thuốc khác ngoài kê đơn của bác sĩ nhé. Vâng. Thứ hai là về câu hỏi về bản thân của mẹ ấy, thì mẹ đã 39 tuổi và mẹ cũng đã đặt vòng 7 năm rồi, thì thông thường thì phải theo chỉ định của cái vòng đấy. Nếu như cái vòng đấy mà nó tác dụng trong 5 năm, ví dụ thế, thì khi hết 5 năm cái vòng nó sẽ không còn tác dụng nữa và nó sẽ trở thành vật lại trong cơ thể. Vì vậy tùy cái vòng của mẹ đặt, ví dụ bác sĩ bảo là cái vòng đấy có tác dụng trong 5 năm hoặc tác dụng trong 7 năm chẳng hạn, thì mình nên hỏi lại, thăm khám lại để xem cái vòng đó nó có tác dụng trong bao nhiêu năm, và khi hết cái thời gian đó thì mẹ phải tháo ra. Còn mẹ vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn cái phương pháp tránh thai bằng phương pháp đặt vòng, đó là mình đặt một cái vòng khác nhé. Nhưng mà bác ơi, em hỏi tí, tại vì em cũng cái cuốn sổ đấy là lâu rồi em cũng không nhớ là được tác dụng của nó được bao nhiêu năm, nhưng mà bây giờ mình làm thế nào để biết được là cái vòng ấy nó còn tác dụng không ạ? Mình đi đến bệnh viện hoặc là đến phòng khám có khoa sản, các bác sĩ chuyên khoa về sản người ta sẽ căn cứ theo cái vòng này, căn cứ theo cái thực trạng hiện nay, vị trí của cái vòng thì đánh giá xem tác dụng của cái vòng như thế nào, người ta sẽ tư vấn cho mình là để được hay là tháo ra.
nhá. Và yên tâm nhất thì cứ đến bệnh viện tháo ra bạn ạ. Nhá. Thế xong một vài tháng sau thì lại nhét nó vào. Nhưng mà nhét cái khác chứ không phải là nhét cái vòng ý nữa nhỉ. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí.